Hello, chào các bác, quay trở lại với số phạm vấn nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Hôm nay thì bên shop còn một ít cái dây điện nguồn nữa đấy, và dây ổ thì thanh lý nốt cho các bác nhé. Thanh lý nốt cho bác này. Đó. Đây. Con này thì các bác lên cho em là ổ trắng nhá. Con này thì bao gồm cho các bác là hai cổng USB này và các cái ổ cắm như này. Đó. Con này thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 40k nhá, 40k cho con ổ trắng này. Tiếp theo thì là cái mã N25 này. Con này thì thanh lý cho các bác với giá đang bán là 50.000 này. Thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 40.000 nhá. 40.000 cho cái ổ N25 như này, N25 40.000 này. Tiếp theo thì con dây nguồn mã số 7 này. Con này đang bán là 201 này. 201 đây, dây nguồn như này. Thanh lý cho các bác này. Đấy. Con này thanh lý nốt cho các bác với cái giá đó là 150.000 nhá, 150.000. Lên cho em là mã số 7 này. Tiếp theo thì nó sẽ là mã số này. Con này nó sẽ là cái mã số 4 này, con này mã số 4 nhá. Mã số 4 220, thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 160 này, 160 này. Đó. Đây thì em còn mấy quận nữa. Đấy, mấy quận nữa thì sẽ bán cho các bác là đồng giá 40.000 một quận nhá. Đấy, 40.000 một quận. Đây. Còn như vậy là hai quận 40.000 này. Hai quận này là 40.000 này. Đấy. Còn hai quận này thì to hơn thì sẽ là 100.000 một quận này. 100.000 một quận này. Đấy. Hai quận 40.000, hai quận 100 này. Đấy. Một quận này cũng mã số 6 này đang bán 190 này. À, mã này mã số 9 này. Mã số 6 đang bán 190. Cũng thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 130.000 này, 130.000 này. Đấy. Còn lại là một số cái ổ này. Ổ này thì ổ N9 này. Ổ N9 110 thanh lý nốt cho các bác với giá là 1 2 3 4 5 một cắm như này. N9 110 thanh lý cho các bác với cái giá đó là 70.000 này, 70.000 ổ N9 này. N18 này, 120 thanh lý 80.000 này. Tiếp theo là cái ổ này là H5 này, 150.000 thanh lý nốt cho các bác với giá là 70.000 này. Đó. Ổ N4 này, 120 thanh lý nốt cho các bác với giá đó là 80.000 nhá, 80.000. Đấy, dây to, ổ to, hàng chất lượng cho các bác luôn. Đó là một số các mã thanh lý của bên em. Đó, thanh lý nhanh cho các bác. Ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với số phạm huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đấy. Các bác có thể gọi điện cho bên em bằng hai số điện thoại ở dưới góc màn hình nhá, dưới góc hai bên màn hình. Đừng quên cho em xin một nút like các bác nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cọ lưng nhá. Đấy. Cái các bác lên cho em là dây tắm như này, giá sẽ là 15.000 trong cái dây tắm như này nhá. 15k trong cái dây tắm như này. Cái này để kỳ cọ lưng rất là thích luôn. Đó, bằng cao su non, rất là mềm mại, có thể co giãn, các bác dùng để tắm mình kỳ cọ lưng rất là thích. Lên cho em là dây tắm giá sẽ là 15.000 này. Tiếp theo thì sẽ là cái cặp lồng tầng nhá, cặp lồng tầng giá là 80.000. 80.000 cho một con cặp lồng 4 tầng như này. Đấy, các bác mở nắp ra. Đây. Đấy, vừa là nắp vừa là bát luôn. Đấy. Và nó sẽ có cho các bác là từng tầng một như này nhá, từng tầng một như này. Đó. Từng tầng một này rất là tiện luôn. Đó, vừa là nắp vừa là bát luôn. Cặp lồng tầng giá của nó sẽ là 80.000 cái cặp lồng tầng này. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con máy tiết kiệm điện nhá, máy tiết kiệm điện giá sẽ là 60.000. Đấy, con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, về nhà các bác cắm trực tiếp vào cái ổ điện cho em, giúp cho các bác là tiết kiệm từ 30-5% điện năng. Lên cho là máy tiết kiệm điện giá sẽ là 60.000. Những ngày qua thì mỗi người đều có những cách tiết kiệm rất là riêng, và biên tập viên Diệu Linh sẽ giúp chúng ta thấy được muôn cách tiết kiệm điện của cộng đồng. Một nhà vật lý học người Nhật đã nghiên cứu thành công thiết bị tiết kiệm điện, giúp cho hàng nghìn hộ dân Nhật Bản tiết kiệm được 50% tiền điện mỗi tháng. Nếu như trước đây hóa đơn điện của bạn là 800.000 thì sau khi sử dụng hóa đơn chỉ còn 400.000. Cách sử dụng vô cùng đơn giản. Chỉ cần cắm vào ổ điện không cần rút ra, thiết bị sẽ làm cho công tơ điện của nhà bạn quay chậm lại, từ đó giúp bạn tiết kiệm điện một cách đáng kể. Bạn có thể dùng điều hòa. Đó, rất là ok các bác nhá. Tiết kiệm điện rất là ngon luôn. Tiếp. Con tiết kiệm điện thì 60.000 nha. Tiếp theo thì cái bình xịt nước này. Bình xịt nhớt
đầu vòi của nó có thể ngoắt nghéo được như này. Con này sẽ là 35.000 cho cái bình xịt nhớt như này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng hợp kim sơn tĩnh điện. Đấy, sáng bóng đẹp cho các bác luôn. Các bác dùng để mình xịt nhớt, tra dầu, tra nhớt rất là ok nhá. Giá sẽ là 35.000 cho cái bình xịt nhớt như này nhá. 35k cho cái bình xịt nhớt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm, đó là cái bánh xà phòng của Nhật nhá. Bánh xà phòng của Nhật giá sẽ là 40k cho một cái bánh như này. 40k cho một bánh xà phòng Nhật như này. Lên theo là bánh xà phòng Nhật 40.000 một 40.000 một bánh nhá. 40.000 một bánh xà phòng như này. Tiếp theo thì cái viên giặt xả của Nhật này, 5 trong 1 luôn. Đấy, cái này thì nó sẽ là một gói này là nó sẽ có 5 chi tiết trong một này, tẩy giặt xả thơm cho các bác luôn. Giá sẽ là 55.000 một bịch này. Một bịch này được khoảng 30 viên, 30 túi nhỏ, dùng thì rất là tiện. Giá thì sẽ là đây. Đấy, một bịch này của nó là một bịch này của nó sẽ là 30 viên như này, 30 viên như này các bác này. Siêu thơm luôn, 30 viên như này, 30 gói như này. Về nhà các bác giặt quần áo các bác ném trực tiếp vào cho em. Đấy, là cái này nó sẽ là tự tan. Đấy, tự tan trong lồng giặt luôn và nó sẽ giúp cho các bác là tẩy giặt xả siêu thơm luôn. Đấy. Một gói này của nó thì khoảng là từ 30 viên này nha, mà một viên này giặt được từ 3-5 cân quần áo luôn, 55.000. Bên nhau là viên giặt xả này. Kéo vàng này, 30.000 một chiếc. 30.000 một chiếc kéo vàng của Nhật, Japan này, đó. 30.000 một chiếc, 100.000 bốn chiếc kéo vàng. Tiếp theo là bình bình nhiệt nhá. Đấy, lên theo là bình thể thao. Dung tích là 1 lít. Dung tích 1 lít như này. Giá chỉ có 60 cành một cái thôi. 60 cành nhưng con bình nhiệt dung tích 1 lít như này nhá. Inox 316. 60.000. Giá sẽ là 60k nhá, 60k. Đó. 60.000 cho cái bình nhiệt như này. Lên trên là bình thể thao. Giá 60.000, giá siêu rẻ luôn nhá. Siêu rẻ luôn. Bộ bài vàng này. Bộ bài vàng bộ này thì nó sẽ là bài bằng nhựa. Siêu mềm luôn. Đấy, các bác có thể là gấp vào cũng không bị gì luôn. Đó, gấp vào cũng không bị gãy nhá. Bài rất là đẹp như này. Đấy, gấp vào không bị gãy này. Đấy. Các bác thấy không? Đấy. Bộ bài vàng như này, thấy không? Dùng rất là thích luôn. 35.000. Lên theo là bộ bài vàng nhá. 35.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái tỉa lông mũi này. 30.000 cho cái tỉa lông mũi như này, 30k một chiếc. Đấy, dùng để tỉa lông mũi rất là ngon nhá. Đấy. Bấm tỉa lông mũi rất là ngon và mượt luôn. Lên theo là tỉa lông mũi 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là hai cái đuôi đèn cảm ứng nhá. Đuôi đèn cảm ứng. Một cái đuôi thì là các bác về các bác xoáy trực tiếp vào cái đuôi cũ là xong, còn cái này thì về nhà các bác đấu nối nhá. Con đấu nối này thì sẽ là 55.000, còn con cắm trực tiếp, con xoáy trực tiếp này là 60.000 nhá. 60.000 đều là đuôi cảm ứng hết. Con này thì về nhà có dây thì về nhà các bác phải đấu dây thôi. Đấu dây vào cho em nhá. Đấy. Nó có dây, về nhà các bác đấu dây vào cho em, đấu dây vào. Đó là xong. Còn con này thì về nhà các bác xoáy vào cái đuôi cũ. Đây, nó có đuôi như này. Về nhà các bác xoáy vào cái đuôi cũ, sau đó thì xoáy bóng vào đằng trước này xong. Thì các bác muốn dùng loại nào thì dùng. Con này sẽ là 60.000, còn con này sẽ là 55.000. Thì các bác muốn dùng con nào dùng. Tiếp theo là cái bộ mũi khoan đa năng, bao gồm cho bác là 5 mũi, 2 mũi 6, mũi 8, mũi 10, mũi 12, 101 nhá. 26, 18, 110, 112, 110.000 cho cái bộ mũi khoan đa năng như này. Tiếp theo là cái nước hoa khách sạn nhá. Đấy, nước hoa khách sạn. Một hộp này của nó là 30.000. Rất là thơm luôn. Nó có cái bấc ở đây, về nhà các bác cắm vào cho em này. Đấy. Một cái lọ nước hoa khách sạn như này, siêu thơm luôn. Giá chỉ có 30k thôi. Nước hoa khách sạn của Nhật, các bác có thể để phòng tắm, nhà ăn, nhà vệ sinh, toilet đều ok hết. Giá là 30.000. Dầu gội phủ bạc nhá. Đấy, dầu gội phủ bạc, hàng của Nhật, made in Japan. Đó. Thì cái này nam nữ đều dùng được cả. Và các bác dùng cho em là nó sẽ được khoảng là từ nữ thì từ 3 đến 5 đầu, còn nam thì từ 7 đến 10 đầu. Đấy, đấy, hàng của Nhật nhá. 100% là nội địa Nhật, dùng cực kỳ là thích luôn. Giá thì sẽ là 280.000. Bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, hàng của Nhật, made in Japan, dầu gội phủ bạc. Đấy, nó là hàng tự nhiên nhá, dùng cực kỳ là tốt và an toàn luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con bàn là hơi nước mini, có lắp hơi nước luôn nhá, có hơi nước luôn. Bàn là hơi nước mini 130.000. Đấy, 130.000, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn nhá. 130.000. Về nhà các bác chỉ cần là cho nước vào đây cho em này, cho nước vào đây cho em. Đó, đây. Các bác cho nước vào đây. Sau đó các bác ấn như này, đó, là cái hơi nước nó sẽ ra nhá. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, đây. Có điều chỉnh các bác đầy đủ luôn này. Đấy, ấn xuống này. Rất là ngon lành luôn. Bàn là hơi nước mini nhá.
Đấy, giá sẽ là 130.000. 130.000 cái bàn là hơi nước mini như này. Con này thì dùng rất là tiện, các bác dùng để mình mang đi du lịch các thứ rất là ok. 130.000 cái bàn là hơi nước mini như này. Tiếp theo là cái cặp lồng điện, giá sẽ là 175.000 cho con cặp lồng điện như này. Đầy đủ combo cho các bác luôn, một con cặp lồng như này nhá. Đấy, đây. Cặp lồng điện như này. Dùng rất là thích nhá. Đấy, có quai sách này. Đấy, quai sách này. Và ở đây thì nó sẽ là có cho các bác là hai tầng này, hai tầng. Đấy. Mỗi tầng này của nó sẽ có hai cái âu như này. Đấy. Bây giờ mà nguyên các bác đi mua nguyên một cái âu inox như này thôi đã phải mất từ 3 đến 50.000 một cái âu như này rồi. Hàng inox siêu dày luôn. Rất dày, các bác nghe tiếng kêu đã thấy thích rồi nha. Đó. Cặp lồng điện như này, hai tầng luôn nhá. Hai tầng 4 cái âu như này. Dung tích của nó là 2 lít. Đấy, đây. Đó, thấy không? Và dưới này có cái mâm nhá, có mâm như này. Đó. Về nhà các bác cắm điện vào cho em. Đây, cắm điện ở đây. Đây là công tắc bật này. Đấy, và cắm điện ở bên hông này. Cắm điện trực tiếp 220, đun nấu thoải mái luôn. Dây nguồn của nó đây, dây nguồn đây các bác này. Đó. Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Combo cho các bác một cái cặp lồng điện như này đun sôi ùng ục luôn. Đấy, các bác có thể dùng để mình nấu cơm này, hoặc là mình dùng để chế biến thực phẩm, thức ăn đều ok hết nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái bộ cặp lồng điện như này để mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi công tác đều ok hết nhá. Giá chỉ có 175.000 thôi. Giá siêu là rẻ luôn. Con này thì đun cực kỳ là tiện ích nhá. Các bác dùng để đun sôi đồ ăn thức uống này. Đấy, có quai này, mang đi du lịch này, đi học, đi làm, đi công tác này. Điện 220V, dung tích là 2 lít. Có quai sách, quai đeo đàng hoàng. Dùng thì siêu tiện dụng luôn. Đấy, rất tiện dụng nhá. Đây, các bác quan sát này. Điện 220, 110 đến 220 này. Công suất của nó là 200W này. Đấy, các bác thấy không? Rất tiện ích luôn. Đấy, đây, rất là ngon lành các bác nhá. Đó. Đây, đựng cơm canh vào đây này. Đấy, rất tiện ích luôn. Rồi ok. Chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp nha. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho bác đó là bên shop tiếp tục về cho bác cái thắt lưng cá sấu nhá. Đấy, cái này thì nó sẽ là cá sấu cung hộp. Đấy, chất da mềm mịn đẹp. Giá thì giá thanh lý cho các bác chỉ có 60k thôi. Giá cực kỳ hạt rẻ luôn các bác. Đấy, cực kỳ hạt rẻ luôn, một con thắt lưng dây cá sấu đẹp như này. Dài khoảng 1m1, 1m2 nhá. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là lẫy trượt này. Lẫy trượt rất là ngon luôn. Đấy, thân đúc liền thân này. Đấy, mạ vàng 24 carat rất là đẹp luôn. Các bác thấy không? Đây. Đấy, lẫy trượt này, rất đẹp luôn. Chất da mềm mịn nhá. Lên cho em là cá sấu không hộp. Con này thì bên shop thanh lý cho các bác với cái giá đó là 60k nhá. Đấy, 60k. Lên cho em là cá sấu không hộp này. Đấy. Thắt lưng này, cá sấu này. Thắt lưng cá sấu không có hộp nhá, không hộp. Giá sẽ là 60k nhá, 60k. Tiếp theo thì bên shop về một cái mã VIP hơn một chút, đó là cái cá sấu có hộp này. Con này thì ưu điểm của nó là có hộp đẹp, các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà này. Ngoài ra thì sẽ có thêm cho các bác là hai cái mặt như này nhá. Hai cái mặt như này. Đấy. Đợt này về thì nó sẽ là mặt đen và cá sấu màu bạc như này. Đấy, rất là đẹp luôn. Bao gồm cho các bác là một cá sấu này, và có lúc thì nó về mặt vàng, có lúc thì nó về mặt bạc nhá. Hàng về theo lô. Đó, một dây như này. Rất là đẹp luôn. Đó. Một một thắt lưng này, một thắt lưng, một dây thắt lưng và hai đầu như này. Đấy. Và con này thì nó sẽ có hộp nhá, có hộp. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150 cành nhá. 150 cành. Lên mã giúp cho em đó là cá sấu hộp, giá sẽ là 150k nhá. 150k cho con cá sấu hộp như này. Lên cho em là cá sấu hộp 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái miếng dán thải độc chân. Một bịch này của nó thì sẽ là 50 miếng nhá. 50 miếng. Các bác dùng để mình dán giúp cho thải độc gan bàn chân. Đấy, giảm đau nhức đau gan bàn chân bàn tay nhá. Đấy, đây là gói thuốc của nó này, đây là cái miếng dán này. Các bác chỉ cần là cho vào cho em là xong. Đấy. Bóc cho em cái miếng dán này ra này. Đấy, bóc cho em cái miếng dán này ra. Đây, bóc cái này ra, đặt gói thuốc vào. Đấy. Các bác bóc cái này ra cho em. Bóc cái này ra này. Đây, nó có cái bằng bóc này, các bác bóc ra, đặt gói thuốc vào đây cho nó thì các bác dán vào gan bàn chân cho em. Đó. Dán vào gan bàn chân, rất là tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 4.000, chỉ bằng một bát phở thôi mà được 50 miếng luôn. Đấy, các bác dán vào gan bàn chân bàn tay hoặc là các cái vùng nào mà bị đau nhức nhá. Đấy. Lên cho em là miếng dán thải độc chân, giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chổi tự vắt nhá. Con này thì nó có chức năng là tự vắt luôn. Đấy, các bác dùng thì nó rất là tiện ích.
giúp cho các bác là mình vệ sinh nhà cửa nó rất là dễ. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ có cho các bác là 3 đoạn như này các bác này. Đấy, 3 đoạn như này. Và các bác chỉ cần là lắp ráp vào cho em là xong. Đây. Đấy, đây xoáy vào đây nhá, xoáy vào đây này. Đầu này xoáy vào đây này. Đấy. Và đầu này các bác xoáy vào đây cho em. Đó. Khi các bác sử dụng thì các bác nâng lên cho em như này. Đấy. Và mình rút ở đây nhá, rút ở đây. Đấy, thì nó sẽ vắt kiệt ở đây luôn này, vắt kiệt ở đây luôn. Đó. Vắt kiệt ở đây này. Đấy. Và các bác có thể lau xoáy 360 độ được luôn nhá. Đấy. Đưa vào hết các ngóc ngách được luôn. Chiều dài khoảng 1m2, 1m3 rất tiện. Lên cho em là chổi tự vắt. Giá sẽ là 100k cho con chổi tự vắt này thôi. Đấy. Bác nào mua thêm cái miếng mút này thì bên em bán là 25.000 một miếng nhá. 25.000 cho một miếng như này. Còn chổi này thì sẽ là 100.000. Lên mã giúp em đó là chổi tự vắt, giá sẽ là 100k nhá. 100k cho các em chổi tự vắt như này. Con này thì khá là tiện ích cho các bác sử dụng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bàn chải Hàn Quốc nhá. 100.000 là 30 cái một hộp như này. 4 cái là 20.000, 10 cái là 40.000 nhá. Đấy. 10 cái là 40.000. 10 cái là 40.000, 20.000 4 cái và 100.000 là một hộp 30 cái bàn chải của Hàn Quốc đây. Đấy. Korea này, đấy, Hàn Quốc nhá, bàn chải Hàn Quốc. 100.000 hộp này 30 chiếc luôn, 100.000 30 chiếc thoải mái sử dụng. Mua lẻ thì sẽ là 20.000 4 cái và mua 10 cái thì sẽ là 40.000 nhá. 10 cái 40.000. Tiếp theo là cái bộ rổ vuông này, 90.000 cái bộ rổ vuông như này. Hàng này thì siêu xịn sò luôn. Đấy, hàng của Việt Nhật nhá. Sẽ bao gồm cho các bác là combo là 3 đôi như này nhá, 3 đôi, một rổ một chậu như này. Đấy, sẽ có cho các bác là 3 đôi như này nhá, 3 đôi. To nhất là khoảng 35 và nhỏ nhất thì khoảng gần là 20. Đó. Tiếp theo thì sẽ là một cái Phương ơi. Một cái này là cái gì nhỉ? Ca chiên dầu không nhá. Đấy, nó sẽ bao gồm là một ca và một cái rổ lọc như này. Đấy. 100.000 thôi, 100.000. Hàng thì rất là dày dặn luôn. Cái này các bác đun bếp từ bếp ga thoải mái nhá. Đun bếp từ bếp ga thoải mái luôn. Các bác cho các cái loại đồ chiên vào đây. Sau đó thì mình chiên xong mình chỉ cần nâng lên như này thôi. Rất là tiện luôn. Lên cho em là ca chiên dầu nhá, ca chiên dầu. Giá của nó sẽ là 100k. 100.000 cái bộ ca chiên dầu như này nhá. Đấy, 100.000 cái bộ ca chiên dầu này. Dung tích của nó thì nó sẽ là 1.2L này, 1.2L luôn, rất to. Tiếp theo thì nó sẽ là cái bàn chải đánh răng của cái kem đánh răng. Con này thì của Hàn Quốc này. Con này của Hàn Quốc made in Korea này. Đấy, made in Korea, hàng của Hàn Quốc nhá. Đấy. Đây, made in Korea. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93% này. Tiếp theo là cái kem đánh răng của Nhật này. Con này thì chuyên chống viêm nướu và lợi chảy máu trên răng. Đấy, con này thì 120g nhá. Con này 120g 60.000. Còn con này thì dung tích của nó sẽ là 120g. Đấy, còn con này nó sẽ là 180g, 170g. Đây 170g. Hàng made in Japan. Tiếp theo thì nó sẽ là cái ô dù Nhật nhá. Có mấy màu như này, bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một con ô dù Nhật tự động như này. Đấy, đây các bạn này. Các bác chỉ cần là bật ra này nó sẽ ra này. Đấy, bật ra sẽ ra nhá. Ô của nó là nước đổ đầu vịt này, nan kép đẹp dày dẫn này. Đấy, và bóp này nó sẽ vào nhá. Khi các bác hạ xuống là phải ấn cái lẫy này cho em này. Ấn lẫy này. Đấy. Lưu ý các bác là khi cho lên cho xuống thì các bác phải nhấn lẫy nhá. Mở ra này. Đấy, bóp vào này. Đấy. Còn các bác chỉ cần là sập vào này là xong. Đó. Sau đó thì các bác xoay theo chiều tay và cất đi thôi. Đó. Giá thì sẽ là 80.000 thôi, 80.000 cho một con ô Nhật như này, gấp gọn, khoảng 25cm, rất gọn luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đế nóng nhá. Đế nóng này, 130.000 cái đế nóng như này. Cắm điện trực tiếp 220, đun nấu các thứ thoải mái luôn. Đấy, cắm trực tiếp điện 220. Đấy, các bác có thể đặt các cái loại đồ sứ, đồ sành rồi. Nói chung là tất cả các loại nồi đun được hết nhá. Đấy, đặt lên đây nó giữ nóng rất là tốt. 130.000 cái đế nóng như này, điện 220. Bát pha mì này, 50.000 cái tô pha mì như này. Đấy. Lên cho em là tô pha mì nhá. Đấy. Tô pha mì như này. Đấy. Lên cho em là tô mì này. Lô này thì được tặng kèm thêm một cái xìa nhá. Có lô không nhá. Đó, đây. Rất đẹp luôn. Đấy. Bên ngoài bằng nhựa chống nóng này. Bên trong inox 304 nắp đậy cực kín luôn. Các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn rất là ok nhá. Đấy, đây. Nắp của nó kín lắm. Nắp kín mít luôn. Đấy, bên trong inox 304. Đấy, lên cho em là tô mì nhá. Tô mì. Giá sẽ là 50k một chiếc. 50.000 cho một cái tô mì như này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là con tăng đơ này.
Đầu tiên thì nó sẽ là con tăng đơ lược 110.000 nhá, 110.000 con tăng đơ lược như này. Đấy. Một tăng đơ này, một lược, một bộ cữ này. Đấy, và đầy đủ các chi tiết đi kèm. Đây, con này dùng rất là ngon luôn. Và cũng có điều chỉnh ấy ở đây nhá. Đấy, rất là ngon luôn. Cũng là hàng chống ăn da nhá, chống ăn da này. Các bác cắt thoải mái luôn, không lo bị ăn da nhá. Tăng đơ lược. Đấy, có cả lược kèm theo luôn. Giá sẽ là 110.000 con tăng đơ lược này nhá. 110k. Đấy. Lên cho em là tăng đơ lược nhá. 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái tăng đơ của Philip. 170.000 con tăng đơ của Philip. Con này thì hàng chất lượng hơn nhiều. Hàng này nó sẽ là hàng cũng là pin sạc luôn, nhưng mà nó hàng cao cấp hơn. Đấy, cũng có đế, có đốc sạc các thứ đàng hoàng. Đấy, cũng pin nha. Con này thì hàng chất lượng rồi. Hàng thương hiệu Philip thì các bác biết rồi. Đấy, rất chất lượng các bạn. Đấy, lẫy liếc của nó nói chung là ngon lắm. Hàng của Philip chắc chắn các bạn này. Đó, đây. Rất là ngon luôn nhá. Hàng của thương hiệu Philip này. Đấy, Philip đây. Đấy. Những cái đốc sạc của nó cũng rất là chắc chắn nhá. Con này thì dùng cực kỳ bền bỉ luôn. Đây. Chân sạc của nó đây. Đấy, đây. Đốc sạc của nó cực kỳ là chắc chắn nặng luôn. Đó. Chắc lắm. Đấy. Hàng của thương hiệu Philip nhá. Giá thì sẽ là 170.000. Lên mã giúp em đó là tăng đơ Philip nhá. 170k cho con tăng đơ của thương hiệu Philip như này, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giấy ăn nhá. Một thùng này của nó thì sẽ là 10k một gói, một thùng này là 10 gói là một thùng này là 20 gói 140, còn 10 gói là 80.000. 10 gói là 80.000 nhá. Đấy. Đây, 2 4 5 này. Một giây này là 10 gói là 80.000, còn mua cả thùng thì là 140. Giấy của nó thì siêu dai, siêu mềm luôn. Đấy. An toàn vệ sinh thực phẩm các bác nhá. Đó. Giấy ăn dùng rất là ngon luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy. Thì các bác có thể mua cả thùng hoặc là mua lẻ tùy theo nhu cầu mục đích của các bác nhá. Đó. Rất là ngon lành luôn. Một thùng này là 20 gói là 140 này. Một thùng này là 20 gói 140, còn mua lẻ thì sẽ là 80.000 10 gói nhá. 80.000 một gói, còn mua lẻ nữa thì 10.000 một gói. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái các bác lên cho em là khay đựng rượu nhá, khay đựng rượu. Cái này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái khay nhựa như này. Đấy, một khay nhựa như này thì các bác để đá ở dưới, sau đó thì các bác cho rượu vào đây cho em. Đấy, con dung tích của con này thì đường kính của nó sẽ là 18 cm nhá. Đường kính của nó là 18 cm. Nói chung là nó sẽ được vào khoảng là trên 1 lít các bạn, trên 1 lít. Thì con này các bác có thể dùng để đựng rượu. Và ngoài ra thì có tặng kèm cho các bác một cái can như này để các bác múc đổ rượu luôn. Lên mã giúp cho em đó là khay đựng rượu nhé. Khay đựng rượu. Giá sẽ là 60k. Đó. Lên cho em là khay đựng rượu nhá. Đấy. Khay đựng rượu này. Khay rượu, lên cho em là khay rượu nhá. Đấy. Khay rượu, giá của nó sẽ là 60.000. 60.000 các bác nhá. 60.000 cho khay rượu như này. Con này thì dung tích của nó sẽ vào khoảng là đâu đó là vào khoảng là trên, nó cũng vào khoảng là trên 1 lít đấy các bác. Đấy, đường kính của nó 18 cm, sâu thì vào khoảng là 10 sâu khoảng 10 cm. Thì nói chung là nó cũng vào khoảng là trên 1 lít các bác nhá, trên 1 lít. Đó, nó sẽ là một khay như này. Bên dưới thì bằng nhựa, bên trên thì bằng inox. Cái này bằng inox 304. Đấy, inox 304, dày dẫn sáng bóng đẹp. Bình thường nếu các bác mua một cái ca như này thôi cũng đã phải mất đi 40-50 nghìn rồi. Đấy, thế mà đây cả khay nhựa như này, cả một cái cốc như này, cả một cái cốc như này, đấy, cả một cái ca rót như này mà giá chỉ có 60.000 thôi. Thì nếu như bình thường thì các bác có thể lấy cái khay này ra mình sử dụng vào các cái công việc khác được. Ví dụ như là mình múc canh, múc riêu hoặc là thử dụng làm nem, làm nộm, làm đồ ăn cũng ok thôi, dùng thường hàng ngày. Đó, còn khi mà mình uống rượu thì mình có thể rót rượu vào đây, rất sạch sẽ luôn. Lên theo là khay đựng rượu, giá sẽ là 60.000 nhá. Ngoài ra thì nay bên shop về cho bác cái con máy rót rượu tự động nhá. Đây, máy rót rượu tự động này. Con này thì giá của nó sẽ là 270.000. Ở đây thì sẽ bao gồm cho bác là một thân máy này, một cái âu đựng rượu này. Đấy, và một cái âu nhựa, nó cũng giống như cái khay kia. Đó, thì giá rất hợp lý cho bác luôn. Đó. Thì ở đây thì khi các bác sử dụng thì bật cái cục nguồn lên cho em. Hai cái chén này thì là của em nhé. Hai chén này là của em. Đây, các bác bật cái cục nguồn này lên này. Đấy, đặt vào này. Cho rượu vào. Các bác chỉ cần đặt chén vào là cảm biến nó sẽ chảy rượu ra thôi. Đó, các bác đặt vào này. Đó, đặt vào là rượu nó chảy này. Rất tiện ích luôn các bác thấy không? Đó. Lên cho em là máy rót rượu nhá. 270.000, hàng tự động, công tắc tắt bật ở đây, rất là tiện luôn. Đó. Rất tiện luôn. Đây, đặt vào này, bật công tắc lên này. Đấy, rót này.
Đó, rót đều lắm các bác nhá, rót rất là đều luôn. Đó, các bác thấy không? Đó, thì mình có thể tăng giảm lượng rượu ở đây nhá, tăng giảm lượng rượu ở đây. Đó, sẽ bao gồm cho các bác là một khay inox này để đựng rượu này, đấy. Một cái khay nhựa như này để các bác đựng đá cho nó lạnh này, đấy. Và một thân máy nhá. Con này thì nó sẽ kèm cho các bác là một cái dây sạc luôn, kèm một cái dây sạc. Thì về nhà các bác cắm sạc vào cho em, một lần sạc có thể là sử dụng được từ 5 đến 10 tiếng nhá, từ 5 đến 7 tiếng. Thì nói chung là các bác dùng để mình uống rượu uống riếc là thoải mái luôn, ok thoải mái luôn, một bữa nhậu thoải mái luôn. Đó, 270.000. Lên cho em là máy rót rượu tự động nhá. Máy rót rượu tự động giá sẽ là 270.000. Còn con này thì nó là khay rượu bình thường thôi. Thì các bác muốn uống khay muốn uống rượu lạnh thì các bác cho vào đây. Sau đó thì mình lấy kha này, cái thìa này mình múc nó rất là tiện. Đấy, lên cho em là khay rượu 60.000. Còn máy rót rượu thì giá sẽ là 270.000. Khay úp cốc nhá, khay úp cốc. Thì đầu tiên nó sẽ là khay tròn nhá, khay tròn. Lên cho em là khay úp cốc tròn, con này thì rất đẹp luôn. Ở dưới này thì nó sẽ có cho các bác là một cái ấy nhựa như này. Lên cho em là khay úp cốc tròn nhá, khay úp cốc tròn. Giá của nó sẽ là khay úp cốc tròn, giá sẽ là 80.000 nhá, 80.000. Đấy, chất liệu của nó thì bằng hợp kim và mạ vàng 18 carat siêu đẹp luôn. Các bác chỉ cần chụp cái cốc vào đây cho em là xong, chụp cái cốc vào đây. Rất là ngon luôn, nó sẽ có 1 2 3 4 5 6 này. Đấy, và có cái khay đựng như này. Cái này thì nó sẽ là hàng cao cấp cho các bác nhá. Hàng cao cấp cực kỳ dày dẫn chắc chắn và đẹp luôn. Lên cho em là khay úp cốc tròn, giá sẽ là 80.000 các bạn, 80.000 cho con này. Dày lắm các bạn, dày lắm. Các bác cầm vào là ưng ý luôn. Hàng của nó là hàng loại 1 cao cấp nhá, hàng loại 1 cao cấp cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Rất là đẹp, ôm trọn nhá, ôm trọn như này. Các bác úp những cái cốc vào rất vừa vặn và đẹp luôn. Ngoài ra thì bên shop về cho các bác cái khay úp cốc loại vuông nhá, loại vuông như này. Loại vuông như này thì cũng rất là dày nặng và đẹp luôn. Con này thì dày nặng hơn nhiều. Đó, và nó sẽ có cho các bác là cũng 6 úp cốc luôn, 6 cái cốc như này. Đây, rất dày dẫn các bạn này. Đấy, những cái hoa lá của nó rất là đẹp luôn. Hợp kim. Đấy, hợp kim mạ vàng 18 carat siêu đẹp luôn. Khay úp cốc vuông nhá. Con này thì sẽ là khay úp cốc vuông này. Khay úp cốc vuông, giá sẽ là 100.000 nhá, 100.000. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 25-27 cm. Đó, và nó sẽ có 3 cái đường khay như này. Và cái này thì nó sẽ là để bên trên như này nhá. Khi nào có nước thì các bác đổ đi cho em. Đấy, có nước thì mình đổ đi thôi. Đó, nó rất là tiện luôn. Đó, sạch sẽ. Kèm cho các bác vào một cái khay nhựa như này. Rất đẹp luôn. Cầm chắc nịch luôn nhá. Lên cho em là khay úp cốc vuông, giá sẽ là 100.000 nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái móc dán tường nhá, móc dán tường. Móc dán tường cái này sẽ là 10.000 một chiếc nhá. Đấy. 10k cho một cái móc dán tường như này. Lên cho em là móc dán tường nhá, giá sẽ là 10.000 một chiếc. Hàng to đẹp dày dẫn chắc chắn các bác này. Đấy, các bác bóc ra dán vào cho em. Con này thì nó chịu tải được tới là 15 kg, à 8 kg nhá, chịu tải được 8 cân các bác nhá. Được chịu tải được 8 cân luôn. Rất là tiện cho các bác sử dụng. Lên cho em là móc dán tường. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 10.000 một chiếc nhá, 10.000 một chiếc. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái móc treo quần áo này. Các bác lên cho em là đây, nó sẽ là một cái móc treo quần áo như này. Rất là tiện ích luôn. Đó, đây các bác này. Nó sẽ có 2 này, 4 này, 6 này, 8, 10 cái như này nhá, 10 cái như này. Dài của nó thì vào khoảng 40 cm mà có 10 cái móc nhỏ. Lên cho em là lên cho em đó là dàn treo nhá. Lên cho em là dàn treo như này, nó sẽ là cả một cái dàn treo như này. Và mỗi cái dàn này nó sẽ có một cái kẹp như này nhá. Đấy. Lên cho em là dàn treo, giá của nó sẽ là 30.000 một cái và 50.000 hai cái nhá. Lên cho em là dàn treo này, dàn treo, đó, dàn treo như này. Đấy, nó sẽ là cả một cái dàn treo như này để các bác treo quần áo này. Đấy, treo quần áo, treo đồ đoàn nhá, 30.000 một chiếc. Đấy, rất là ngon luôn. Hàng thì bằng thép nhá, sơn tĩnh điện không gỉ này. Nó sẽ có cho các bác là 2 4 6 8 10, 10 cái móc như này. Kẹp cực tốt luôn, kẹp chặt lắm. Các bác có thể dùng để mình quặc như này hoặc cọc ở đây. Đó, các bác có thể để cố định thì dùng cái này. Còn bình thường thì mình treo như này. Phơi quần, phơi áo, đồ quần áo lót, quần con, rồi nói chung là các cái đồ đàn mình cần phơi thì mình kẹp ở đây cho em. Rất là tiện các bác này. Đấy, rất là tiện như này. Rất là tiện luôn, rất chắc các bác này. Đấy, rất chắc. Giá thì sẽ là lên mã giúp cho em đó là dàn treo, giá sẽ là 30.000 một cái và 50.000 hai cái nhá. Tiếp theo là các bác lên cho em cái móc đơn nhá. Móc đơn giá của nó sẽ là 40.000 cho 10 cái này. 40.000 cho 10 cái. Cái này thì các bác treo như này cho em để mình cũng treo quần, treo áo, treo đồ đoàn rất là chắc luôn các bác này. Đấy, rất là chắc luôn. Đó. Lên cho em là móc đơn nhá. Con này thì nó sẽ là một cái móc đơn như này thôi. Đó, còn cái kia nó là dàn treo, còn cái này thì sẽ là móc đơn. Móc đơn này sẽ là 40.000 một chiếc nhá. 40.000 một chiếc. 40.000 một chục nhá. 40.000 10 cái như này. Lên cho em là móc đơn, giá sẽ là 40.000 10 cái nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ mũi khoan tháp này.
đấy, lên cho em là mũi khoan tháp đỏ nhé. Đấy, mũi khoan tháp hộp của nó màu đỏ như này, cho nên là lên sẽ là mũi khoan tháp đỏ, bao gồm là 1, 2, 3 mũi khoan này, 3 mũi khoan và 3 mũi vừa khoan vừa tazogen luôn, 3 mũi khoan tháp, 3 mũi khoan tazogen. Đấy, tổng là 6 chi tiết nhá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 chi tiết như này. Mũi to nhất của nó là 4, 3, 2, 4, 20 và 4, 12. Đó, tổng là sẽ có 6 mũi, 3 mũi khoan tháp và 3 mũi vừa khoan vừa tazogen. Giá sẽ là 110.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái hộp mũi khoan, hộp mũi khoan nhôm nhá, tặng kèm cây lấy dấu này. Đấy, sẽ là một hộp bao gồm 1, 2, 3, 4, 5 5 mũi khoan và kèm một cây lấy dấu như này nhá. 5 mũi khoan có kèm một cây lấy dấu như này. Đấy, thì giá sẽ là, bộ này thì giá của nó sẽ là đi 180.000 nhá, 180k. Đấy, hộp 5 mũi khoan nhôm kèm cây lấy dấu nhá. Đấy, các bác lên cho em là 5 mũi khoan tháp hộp nhôm. Đây, Unica Japan, hàng của Nhật này. Đó, sẽ bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan tháp này. Đó, và một cây lấy dấu như này, một cây lấy dấu rất là đẹp luôn này các bác này. Đây, lấy dấu các bác chỉ cần dập này là có dấu luôn này các bác này. Đấy, dập nhẹ này là có dấu luôn, thì các bác để dùng để mình đánh dấu, mình khoan khoách cái thứ rất là ok luôn. Đấy, hộp 5 mũi khoan tháp kèm cây lấy dấu, giá sẽ là 180.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái hộp 5 mũi khoan đa năng như này. Đấy, nó sẽ là 5 mũi khoan đa năng, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đấy, bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là 5 mũi khoan đa năng nhá. Bộ này của nó thì sẽ là 5 mũi tất cả. Đấy, 5 mũi thì nó sẽ có cho các bác là 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12, tổng 5 mũi. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác là 1, 2, 3, 4, 5 mũi khoan như này, giá của nó sẽ là 100.000 nhá, 100.000. Khoan đa năng, các bác có thể khoan trên mọi chất liệu, trên mọi bề mặt, trừ kính cho em nhá, trừ kính cho em. Còn bê tông, sắt, thép, gỗ đều khoan được hết. Nó là dòng mũi khế như này cho nên là các bác chỉ cần lắp vào là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện. Đó, giá sẽ là 100.000 nhá, 100.000 cho cái bộ 5 mũi khoan đa năng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chảo, đây, một cái chảo như này. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Con này các bác lên cho em là chảo 19 nhá. Đấy, chảo 19. Chảo 19 giá của nó sẽ là 35k, 35k. Chảo 19 sen, lên cho em là chảo 19 sen, đường kính của nó là 19 sen nhá. Đó. Chảo 19 sen, đường kính 19 sen. Đấy, giá sẽ là 35.000, có quai cầm cho các bác luôn, có quai cầm nhá. Có quai cầm đàng hoàng, chống chống dính rất là tốt luôn nhá. Đấy, chống dính rất tốt luôn. Đấy. Chống dính này, có quai cầm này, chống dính này. Rồi các bác có thể dùng để mình chiên rán xào nấu đều được hết, rất là dày luôn, rất là dày nhá. Đường kính là 19 cm. Giá thì chỉ có cho các bác là 35.000 thôi, nó sẽ có quai cầm như này, có quai cầm rất là tiện ích luôn. Đó, giá chỉ có 35.000 thôi. Rồi ok. Rồi chào các bác quay trở lại với số bản huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop lên với trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái cây sưởi nhá. Lên cho em là cây sưởi, giá sẽ là 550.000 và bên em bao ship tận nhà cho bác luôn. Hàng thì hàng của thương hiệu Nissai của Nhật này. Đấy, Nissai của Nhật. Đây, chú ý không tì đè lên máy nhá. Đấy, có chế độ này, gió ấm này, nóng này, rồi các chế độ luôn các bác nhá. Các chế độ ở đây. Đấy, hiển thị tiếng Việt cho các bác dễ sử dụng luôn. Đấy, con này thì nó sẽ là hàng công nghệ của Nhật và sản xuất ở Việt Nam này. Đấy, máy sưởi đa năng 220V, công suất là 2000W nhá. Chiều cao của nó là tới 65cm. 65cm. Và có dây cắm như này. Hàng Việt Nam chất lượng cao, công nghệ của Nissai của Nhật này. Các bác cắm trực tiếp nguồn 220 cho em. Sau đó thì bật lên thôi. Đấy, bật lên. Đấy. Đấy, cắm trực tiếp sau đó thì mình bật nguồn lên. Nó rất là nhiều chế độ cho các bác lựa chọn nhá. Đấy. Đây. Con này thì hàng cực kỳ hiện đại luôn. Cây cao là 65cm. Đấy. Nó sẽ tỏa nhiệt luôn các bác này. Đấy, tỏa nhiệt luôn và cực kỳ là an toàn nhá. Đấy. Có chế độ xoay như này. Có chế độ xoay như này. Đây các bác này. Đấy. Thì mùa đông giá rét đến nơi rồi, các bác dùng con này cho em siêu tiện ích luôn. Đấy. Nó sẽ là xoay tự động nhá. Đây. Có chế độ tắt bật này, xoay gió ấm này, gió nóng này, đấy, gió mát này. Các bác nhá. Đấy. Các chế độ ở đây, các bác có thể là lấy gió mát này, gió ấm này, gió nóng này, đấy, tắt này. Đấy, rất là tiện ích luôn nhá. Đấy, thì các bác tùy sử dụng chế độ nào thì sử dụng nhá. Đấy, có gió ấm, có gió mát nhá. Có gió ấm, có gió mát. Gió mát là nó thổi gió bình thường nhá, gọi là gió bình thường. Đấy, gió ấm là bắt đầu là làm nóng rồi. Đó, thì chiều cao và kích thước thì em đã đọc ở phần trên cũng như thông số nhá. Lên cho em là cây sưởi nhá. Cây sưởi giá sẽ là 550.000, bên em bao ship tận nhà cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một cái mã sản phẩm, đó là cái con
Con này thì nó có thể xoay được luôn nhá, nó có thể xoay được luôn. Con là máy sấy đũa này, lên đã giúp cho em đó là máy sấy đũa nhá, máy sấy đũa. Con này thì giá sẽ là 80.000, nó sẽ có tia cực tím luôn để khử khuẩn luôn và có miếng dán, các bác chỉ cần dán vào tường là xong. Đây thì nó sẽ là đầu cắm USB, về nhà các bác cắm cái cổng USB nhà mình cho em nhé, cắm cổng USB nhà mình cho em. Đấy, có nút đây, ở đây nó sẽ có nguồn ở đây các bác này. Đấy, các bác bật nguồn đây lên, đấy các bác có thể là bật nguồn lên và bật chế độ ở đây. Đấy, đây đây các bác này. Đấy, khi cái tia cực tím thì nó sẽ giúp cho các bác là kháng khuẩn này, diệt khuẩn rất là tốt luôn. Có miếng dán này, về nhà các bác dán vào tường. Lên cho em là máy sấy đũa, máy sấy đũa giá sẽ là 80.000 cho con máy sấy đũa như này nhá, 80k cho cái máy sấy đũa như này. Đây các bác nhá, về nhà các bác dán lên tường cho em, sau đó thì mình bật nguồn lên đó, dán lên tường, bật lên. Đấy, các bác có thể sấy đũa thìa rất là tiện ích luôn đó, có cả cái khay để các bác đổ nước đi, rất là tiện nhá. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn, chỉ có cho các bác là 80.000 thôi. Lên theo là máy sấy đũa nhá, giá sẽ là 80k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm mới, đó là cái các bác lên cho em đó là cái sáp đuổi muỗi nhá, sáp đuổi muỗi, hàng thì của Nhật và sản xuất ở Thái Lan nhá, hàng cực kỳ là cao cấp cho bác luôn. Đây, mã tem, mã vạch, mã cốt đàng hoàng. Đấy, lên cho em là sáp đuổi muỗi. Đấy, sáp đuổi muỗi giá sẽ là 60.000 nhá. Đấy, sáp này thì vừa là sáp thơm và vừa là giúp tính năng đuổi muỗi luôn, an toàn cho bà mẹ và trẻ em này. Đó, một lọ này của nó thì nó sẽ là 180g nhá, siêu thơm luôn. Về nhà các bác xoáy cái nắp này ra cho em, sau đó bóc cái tem này ra. Đó, lên cho em là sáp đuổi muỗi nhá, sáp đuổi muỗi hoặc là sáp thơm, giá sẽ là 60.000 cho một lọ sáp thơm như này nhá. 60.000 cho một lọ sáp thơm như này, hương thơm tự nhiên dễ chịu nhá, hương thơm tự nhiên dễ chịu này. Đấy, giúp các bác đuổi muỗi rất là tốt luôn, đuổi muỗi rất là tốt các bác này. Hàng của Thái Lan thì các bác yên tâm sử dụng rồi. Các bác lên cho em là sáp thơm đuổi muỗi, giá sẽ là 60.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái nụ trầm này, lên cho em là nụ trầm. Một hộp này của nó sẽ là 45.000. 45.000 cho một hộp nụ trầm như này. Đấy. Trầm hương tự nhiên. Đấy. Trầm hương tự nhiên, thành phần là 95% là trầm hương nhá. Đó. Lên cho em là nụ trầm giá sẽ là 45.000 nhá. 45.000 cho một hộp nụ trầm như này. Tiếp theo thì các bác lên cho em là cái này nó sẽ là nhang trầm nhá, nhang trầm. Đấy, thì cái này nó sẽ là, nó thiết kế theo cái kia thì là nụ, còn cái này nó sẽ là nhang nhá, nhang. Thì cái này của nó sẽ là 100 vòng luôn, cũng là 95% là trầm tự nhiên nhá. Đấy, và mỗi vành này của nó sẽ là 2 vòng nhá. Hàng thì siêu thơm luôn. Đấy, nếu mà các bác đốt rất là tốt luôn, đốt rất là tốt luôn. Đó, cái nhang trầm này thì giá của nó sẽ là đi 45.000 nhá, 45.000 cho một cái hộp nhang trầm như này. Đấy, 45.000 cho một hộp nhang trầm như này. Lên cho em là nhang trầm, giá cũng là 45.000 nhá, 45.000 cho một hộp nhang trầm như này. Cái này là nhang nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái loa 2 mic 120.000 nhá. Đấy, cả loa cả 2 mic luôn. Các bác có thể dùng để mình là hát karaoke các kiểu con là điều luôn. Đây, nút nguồn ở đây các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy, bật nguồn lên là mình sử dụng thôi. Đó, con này thì nó sẽ có, lên cho em là loa 2 mic 120.000 nhá. Đấy, bật nguồn lên. Đấy, các bác bật nguồn ở đây lên là mình sử dụng được thôi, rất là tiện luôn. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để mình Bluetooth hát karaoke. Alo, alo, 1 2 3 4. Alo, 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 1 2 3 4. Dạ vâng, kính thưa quý cô, cô bà, cô dì, chú bác, các bạn trẻ, nam nữ thanh niên, được lời mời của hai bên gia đình cũng như là lời mời của cô dâu chú rể trong ngày vui hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng tuyên bố buổi lễ thành hôn của đôi bạn trẻ xin phép được bắt đầu. À, thì các bác lên cho em là loa 2 mic nhá, giá sẽ là 120.000. 120.000 cho con loa 2 mic này các bác nhá. Đó, về nhà các bác chỉ cần bật nguồn lên là sử dụng thôi. Ngoài ra các bác có thể kết nối Bluetooth để mình nghe nhạc hoặc là mình hát karaoke. Đó, rất là tiện luôn. Lên cho em là loa 2 mic, giá sẽ là 120.000, 120.000. Bật nguồn lên này. Đấy, bật nguồn lên. Sau đó thì các bác có thể kết nối Bluetooth cho em. Đây đây là em kết nối Bluetooth các bác nhá. Bluetooth nghe cũng rất là hay luôn. Đấy, kết nối vào Bluetooth cũng rất là hay luôn các bạn nhá. Con này thì nó nhỏ gọn trong lòng bàn tay này thôi. Alo, alo.
Các bác có thể kết nối nhá. Ok. Tiếp theo thì em lên cho bác một số cái mã thanh lý này. Đấy. Một số cái mã thanh lý nhá. Đây, con V24 này, con này đang bán là 35.000 thanh lý cho bác, còn 20.000 cho con V24 như này nhá. Đấy, 20.000 cho một bộ vít như này. 20.000 các bác nhá. 20.000. Sẽ bao gồm cho các bác là 246 này, 64 24 tay vít này, kèm thêm một đầu công như này, một đầu công như này. Về nhà các bác chỉ cần là lắp vào là xong. Đó, đây. Đây là cái đầu công của nó nhá. Đầu công của nó đây. Về nhà các bác lắp cái đầu công này vào cho em là mình sử dụng này. Đấy. Nó sẽ có tay xoáy như này. Rất là tiện ích luôn. Đó. Một bộ này sẽ bao gồm cho các bác là 24 mũi vít này. Có từ 500 hít nhá. Đó, và tay vít như này. Giá sẽ là 20.000. Giá thanh lý cho các bác lên cho em là V24 nhá. V24 thanh lý sẽ là 20.000 này. Tiếp theo thì xịt chuột của Thái này, đấy xịt chuột của Thái. Giá đang bán là 45.000, thanh lý là 30.000 nhá, xịt chuột Thái này. Đó, thanh lý cho các bác là 30.000 cho một lọ xịt chuột Thái như này. Lọ xịt chuột của Thái Lan nhá, xịt chuột của Thái Lan. Đấy, xịt đuổi chuột Vĩnh Viễn, hàng made in Thái Lan nhá, made in Thái Lan. Thanh lý cho các bác với giá đó là 30.000 nhá, 30.000 cho một lọ xịt chuột Thái Lan như này. Đó. Tiếp theo thì cái mã sản phẩm đó là cái bút bi nhá, bút bi hàng của thương hiệu Thiên Long này. Đấy, bút bi hàng của Thiên Long. Phương ơi, cái bút bi này bán nào đấy? Các bạn lên cho em là bút bi Thiên Long nhá. Một hộp này của nó sẽ là đi bao nhiêu cái? Một hộp 20 cái. Giá sẽ là 30.000 nhá, 30k. 30k một hộp này. Đấy, một hộp của nó là 30k một hộp, 20 cái nhá. Đấy, 20 cái luôn. Một hộp này là 20 cái, bên em bán cả hộp không bán lẻ nhá. Bán cả hộp không bán lẻ, bút bi của Thiên Long. 30.000 một hộp, 20 chiếc luôn. Các bác mua về dùng dần cho nó tiện. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hồ lô tưới cây nhá. Hồ lô tưới cây như này. Giá của nó sẽ là đi con hồ lô tưới cây, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn này. Made in Japan này. Đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Con này thì dùng cực kỳ xịn sò luôn. Đó. Van viết các bác dùng rất là ngon lành luôn này. Đấy. Tăng áp rất là tốt luôn, tưới cây. Các bác có thể là vừa tưới cây vừa xịt rửa hoặc là vừa phun thuốc sâu đều ok hết nhá. Có cả lẫy như này nè. Đấy. Đây, cái này là đầu bơm của nó này. Đầu bơm của nó rất là nhẹ luôn, đầu bơm của nó rất là nhẹ luôn. Đó, xịt thì rất là ngon, các bác theo. Đấy, xịt của nó ra rất là ngon luôn nhá. Đấy, ra rất là ngon. Các bác có thể dùng để xịt rửa xe, tưới cây rất là ngon. Có đầu vòi đồng để điều chỉnh nhá. Đấy. Hồ lô tưới cây dung tích của nó là 2 lít nhá. Dung tích của nó là 2 lít. Lên cho em là hồ lô nhá. Hồ lô tưới cây này. Hồ lô tưới cây. Giá của nó sẽ là 100 hồ lô tưới cây, 110k nhá. 110.000 cái hồ lô tưới cây như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là đèn sông tinh dầu nhá. Đèn sông tinh dầu loại này thì nó sẽ là một cái loại VIP này. Đấy, có kèm một cái ca đong nước luôn. Đó. Loại này thì nó là hàng VIP rồi các bạn, hàng VIP rồi. Đây, có nguồn nghiếc các thứ đàng hoàng. Về nhà các bác chỉ cần là cắm nguồn vào dưới đáy này cho em là sử dụng thôi. Đấy. Có chân nguồn ở đáy luôn, các bác cắm nguồn vào cho em là mình sử dụng này. Đấy. Cắm nguồn là mình dùng thôi. Rất là tiện ích luôn. Con này thì nó là hàng VIP rồi. Giá của nó sẽ là 250.000 nhá. Đây. Đấy, cái chân cắm của nó ở dưới đáy này các bác cắm vào cho em này. Đấy, cắm vào cho em. Các bác cắm cẩn thận một chút nhá. Đấy, cắm vào cho em là đây, sau đó thì mình bật công tắc là nó sẽ lên này. Đấy. Cái này lưu ý các bác test dùng thì mình phải cho nước vào nhá. Cho nước vào thì nó mới lên. Đấy, còn nếu không cho nước là nó sẽ tắt luôn. Đó, tại vì là nó là cảm biến mà. Đấy, phải có nước thì nó mới đẩy lên được và rất là đẹp luôn. Đấy, các bác có thể cho tinh dầu vào đây. Cho tinh dầu vào đây mình dùng. Đấy, tinh dầu xả, tinh dầu chanh và các loại tinh dầu thơm nhá. Đấy, lên theo là đèn sông tinh dầu, giá sẽ là 250.000. Đây các bác nha, các bác rót nước xong là các bác cho tinh dầu vào. Đó. Đây. Rất là tiện ích luôn. Đó, tinh dầu đưa lên nó rất là thơm nhá, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, có đèn đổi màu như đèn ngủ luôn, rất là đẹp nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã đồng hồ VIP nhá. Lên mã giúp em là đồng hồ VIP, con này thì giá sẽ là 150.000 cho con đồng hồ VIP như này. Đấy, đồng hồ VIP như này nhá. Rất đẹp luôn các bác này. Đấy. Lên cho em là đồng hồ VIP siêu đẹp luôn. Đó, đồng hồ VIP siêu đẹp luôn. Có lẫy ở đây các bác này. Đấy, mình chỉ cần nhấn cái lẫy này vào là đồng hồ chạy này. Rất đẹp các bác nhá. Một con đồng hồ rất đẹp luôn. Đấy, lên cho em là đồng hồ VIP này. Đeo lên tay thì cực kỳ đẹp luôn. Đó, các bác thấy không? Rất đẹp luôn.
Lên cho em là đồng hồ VIP, giá sẽ là 150.000 nhá. 150k cho một cái mã đồng hồ VIP như này. Đấy. 150.000. 150k nhá. 150k cho cái mã đồng hồ VIP này. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái mã thanh lý đồng hồ điện tử này, đồng hồ điện tử như này. Đó. Thanh lý cho bác với giá nó là 60.000 nhá. Đó. Lên cho em là đồng hồ điện tử này. Thanh lý cho bác giá chỉ có 60k thôi. Đây, 60.000 cho cái đồng hồ điện tử như này. Đấy, có đầy đủ các chế độ luôn, đèn bật sáng này, hẹn giờ, hẹn giấc đầy đủ luôn nhá. Đấy, rất là nhiều chế độ cho các bác này. Đó, các bác có thể mua về để làm quà cho các bé nhà mình cũng rất là ok luôn. Đấy, hàng của thương hiệu Casio nhá. Đấy, Casio. Giá thanh lý cho các bác chỉ có cho các bác là 60.000 một chiếc này thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ điện tử thanh lý 60.000 nhá. Đồng hồ điện tử thanh lý giá 60.000 cho các bác luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là cái bẫy chuột thông minh nhá. Bẫy chuột thông minh như này, cũng giá thanh lý cho bác chỉ còn là 10k một chiếc thôi. 10.000 cho một con bẫy chuột thông minh như này. Đó, 10k cho một con bẫy chuột thông minh như này nhá. Cái này thì các bác chỉ cần chạm nhẹ mà tập bẫy này. Đó, bẫy chuột thông minh 10k một chiếc này. Đó, 10k một chiếc. Tiếp theo thì nó cái gương xe đạp này, cũng 10.000, 30.000 thanh lý cho bác 10.000 một chiếc luôn. Gương xe đạp 10.000 một chiếc này. Đó, 10.000 một chiếc, giá thanh lý nốt này. Tiếp theo thì cái bộ kìm bấm cúc này. Kìm bấm cúc. Đấy, cái này em chỉ còn mỗi kìm thôi. Đấy, còn mỗi kìm thôi. Giá thanh lý cho bác với giá đó là 10.000 một chiếc nhá. 10.000 một chiếc kìm bấm cúc, 10.000 một chiếc. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái này, nó là cái này nó sẽ là cái bộ để các bác cái này là cái bộ để các bác trà khi mà mình tắm này, cái này là đeo vào tay này, đấy, đeo vào tay này, đấy, đây, và cái này để các bác trà lưng nhá, cái này các bác trà lưng, và này đeo vào tay để mình kỳ như này, thì cái bộ này cũng thanh lý cho bác giá 10.000 luôn, đấy, bộ trà lưng thanh lý cho bác giá 10.000 nhá, 10.000 cho cái bộ trà lưng như này, giá thanh lý cực tốt luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là cái con dao gấp này, đấy, dao gấp như này, đang bán là 25.000 cũng thanh lý cho bác với giá là 10.000 luôn, dao gấp này, đấy. Dao gấp cán nhựa thanh lý cho bác với giá là 10.000 này. Đó, 10.000 các bác nhá. Đó, thanh lý cho bác 10.000 này. Đấy, rồi cái chổi bông trà, cái này là cái bông lau của cái chổi tam giác nhá, cũng thanh lý cho bác giá 10.000 luôn. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái đây, cái trận bóng USB như này, bóng USB nhá. Lô này về thì nó sẽ là màu trắng nhá, màu trắng. Cái bóng USB đang bán như nào đây? Cái này em đang bán là 5.000 một bóng, mua 5 tặng 1 nhá. Hôm nay thì bán thanh lý cho các bác cái giá tốt hơn một chút nhá. Đấy. Cũng vẫn 5.000 nhưng mà nếu mà mua 5 thì sẽ được tặng 2 nhá. 5.000 một bóng, mua 5 thì là sẽ được tặng 2. Đấy. 5.000 một bóng và mua 5 thì sẽ được tặng 2. Đó, 5.000 một bóng, mua 5 tặng 2. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái mẫu đó là cái bộ chuyên chén hoàng gia nhá. Bộ này hoàng gia đúng không? Bộ chuyên chén hoàng gia rất là đẹp luôn. Chất liệu của nó thì bằng hợp kim mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng. Đó. Giá của nó sẽ là đi 750.000. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên và sẽ có cho các bác là đi 6 chén luôn nhá. Đó. 6 chén luôn. Bộ này thì các bác có thể dùng để uống nước trà này, đấy, rồi là trưng bày này, để co trang trí này, hoặc là dùng để làm đồ thờ cũng rất là ok luôn, đấy, đồ thờ cúng cho các cụ rất là ok luôn. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên và 6 chén như này nhé, một chuyên 6 chén như này. Đó, đây, chất liệu của nó này rất là đẹp luôn. Lên cho em là bộ chuyên chén hoàng gia, bộ chuyên chén hoàng gia. Các bác có thể dùng để pha trà, đấy, rất là đẹp luôn, đó. Được đính các cái viên đá màu vàng rất là đẹp như này. Lên cho em là bộ chuyên chén hoàng gia. Giá sẽ là 750.000 nhá. Đấy, bộ chuyên chén hoàng gia. Giá sẽ là 750k. Đấy. 750k cho cái bộ chuyên chén hoàng gia như này. Lên cho em là bộ chuyên chén hoàng gia 750.000 nhá. Rất là đẹp luôn. Đó, đấy, combo cho các bác một bộ như này. Chén thì chuyên này thì chiều cao độ khoảng là 25 27 cm, chiều rộng thì vào khoảng là 20 cm nhá. Đấy, còn chén này thì chiều cao khoảng là 7 cm. 7 cm, rất là đẹp luôn. Chiều rộng thì nguyên của miệng này khoảng 4 cm. Đó, cũng rất là đẹp. Đó. Chất liệu thì bằng hợp kim mạ đồng, bảo hành màu cho các bác 5 năm. Đó, giữ nguyên màu. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ dây da nhá.
Con này thì bên em đang bán là 50.000, đợt này giá thanh lý cho các bác còn 40.000. Có hai màu, màu đen và màu nâu nhá. Đấy. Đồng hồ dây da, giá thanh lý 40k cho một con đồng hồ dây da hàng của Nhật như này. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn nhá. Đấy, đồng hồ dây da của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Có hai màu nhá, có hai màu. Đó. Hàng thì hàng của Nhật nhá. Đấy. Hàng của Nhật cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Lên cho em là đồng hồ dây da nhá, đồng hồ dây da. Đó, con này thì nó sẽ là chạy bằng pin nhá, chạy bằng pin. Và dây của nó là dây da rất là đẹp như này. Giá thanh lý cho các bác cực kỳ là hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là 40.000 thôi. 40.000 cho một con đồng hồ dây da như này. Lên mã giúp cho em là đồng hồ dây da có màu đen và màu nâu. Giá sẽ là 40k nhá. Đồng hồ dây da đang bán là 50.000. Giá thanh lý cho các bác còn là 40k nhá. 40k cho một con đồng hồ dây da như này. Các bác lên cho em là đồng hồ dây da. Giá sẽ là 40.000 nhá. 40.000. Đó, 40.000 cho một con đồng hồ dây da như này thôi. Đó, giá rất hợp lý luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái giấy lau giày nhá. 20.000 một bịch và ba bịch thì sẽ là 50.000. Đấy, ở đây thì nó sẽ có tẩm có sẵn xà bông xà phòng ở đây rồi. Các bác về chỉ việc là sử dụng thôi. Đấy, đây. Nó có sẵn xà bông rồi nhá. Có sẵn xà bông rồi. Đấy, các bác này. Đấy. Đây. Xem em lau cái vết mực nó còn sạch luôn nhá. Đấy, lau vết mực còn sạch luôn các bác này. Đó thì khi về các bác lau giày lau dép rất là sạch luôn mà mình không phải giặt nữa. Giấy lau giày nhá. Giá sẽ là 20.000. 20.000 một bịch như này. Một bịch của nó là 30 tờ nhá. Đấy, 1.000 bịch của nó là 30 tờ, 20.000 một bịch. Mua 3 bịch sẽ là 50.000 giấy lau giày. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái chổi cọ. Các bác lên cho em là chổi cọ đen trắng nhá. Chổi cọ đen trắng như này. Đấy, các bác dùng để mình kỳ cọ vào các cái khe kẽ ở các cái khu vực như là chậu rửa mặt này, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet, nó là bằng cái sợi cước cứng như này, cước sợi cước như này. Đấy thì các bác dùng để kỳ cọ rất là tiện luôn. Lên cho em là chổi cọ đen trắng, giá của nó sẽ là 15k nhá. 15k cho một cái chổi cọ đen trắng như này. 15.000 một chiếc này. Chổi cọ đen trắng, giá sẽ là 15.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái keo dính giày này, keo dán giày 15.000 một hộp như này. Đấy, 15.000 một hộp như này. Lên cho em là keo dán giày giá sẽ là 15k nhá, 15k. Chuyên dán giày, dán dép rất là tốt luôn. Đấy, các bác dán thì để cho em là vào khoảng là tầm khoảng là 1 ngày các bác hãng sử dụng nhá, cho cái keo nó chết hẳn nhá. Đó, nó sẽ là dạng keo mềm như này. Đấy, và ở đây thì nó sẽ có cái đầu ti như này thì khi các bác sử dụng nhá. Dán giày, dán dép cực kỳ là ok luôn. Lên cho em là keo dán giày 15.000 này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái nạo lưỡi nhá, cũng 15.000 luôn. Một con nạo lưỡi bằng inox 304 như này. Các bác dùng để vệ sinh lưỡi này, vệ sinh răng miệng rất là ok luôn. Lên cho em là nạo lưỡi, giá sẽ là 15k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia nước hoa. Các bác lên cho em là nước hoa Dubai nhá. Nước hoa Dubai, một họp này của nó thì 1 2 3 4 5 lọ như này. Giá sẽ là 60.000. Đấy, hàng made in Dubai nhá. Made in Dubai như này. Lên cho em là nước hoa Dubai, giá của nó sẽ là 60.000 cho 5 lọ. Nó là dòng nước hoa chiết nhá, dòng nước hoa chiết như này. Đấy, dòng nước hoa chiết như này các bác này. Đó, một lọ này của nó thì nó chỉ bằng ngón tay cái như này thôi. Đó, nhưng mà có tới 5 lọ với 5 mùi hương khác nhau. Nước hoa Dubai siêu thơm luôn. Đấy, lên cho em là nước hoa Dubai 60.000 một lọ. Một hộp. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ ampere nhá. Đồng hồ đo vôn đo ampere kế các bác này. Đấy. Con này thì các bác cứ bật này nó sẽ lên này. Đấy. Lên cho em là đồng hồ đo ampere nhá. Đấy, thì các bác cứ bật lên cho em là xong. Đó. Giá sẽ là 90.000 trong con đồng hồ như này. 90.000 trong con đồng hồ này nhá. Các bác có thể đo AC này, đo DC này, nói chung là đo đa di năng luôn. Lên cho em là đồng hồ đo vôn kế nhá. Đồng hồ đo vôn kế. Giá sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho con đồng hồ đo vôn kế như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là con đèn cầm tay nhá. Con đèn cầm tay. Con này cũng khá là sáng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho con đèn cầm tay này thôi. Lên cho em là đèn cầm tay nhá, 100.000. Sử dụng pin năng lượng mặt trời con này. Đấy. Hết thì các bác cứ phơi ra ngoài ánh sáng cho em hoặc là các bác có thể sử dụng là sạc. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là đèn pha cầu lồi này, hai con đèn bên hông này. Đó. Và một con đèn pha dọi này nhá. Đấy, một con đèn dọi như này. Đó. Ba con đèn luôn và pin năng lượng mặt trời đang sạc đây, đang báo sạc này, rất tiện ích luôn. Kể cả mất điện bão gió các bác vẫn dùng được. Lên cho em là đèn cầm tay nhá. Giá của nó sẽ là 100k cho con đèn cầm tay như này thôi, 100.000. Lên cho em là đèn cầm tay 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con massage. Con này thì các bác lên cho em là massage. À, con này thì nó sẽ lên cho các em là máy máy giảm mỡ bụng nhá, giảm mỡ bụng. Đấy, đây nó sẽ là cái dòng chuyên để dùng để giảm mỡ bụng rất là tốt luôn. Giá thì bên shop đang thanh lý gửi tới các bác chỉ có cho các bác là đi một con máy giảm mỡ bụng như này.
giá chỉ có cho các bác là 280.000 thôi. Đây anh chị em là máy giảm mỡ bụng nhá, 280.000 đây. Đấy, nguyên đựng trong một cái túi này cũng rất là xịn sò rồi. Các bác có thể dùng để mang đi du lịch này. Đấy, hoặc là đi công tác đi đâu cũng được. Khi nào các bác cần thì các bác sử dụng cho em. Đó. Có sẵn cục nguồn luôn và có thước đo này, có các chế độ như này nhá. Đấy, có các chế độ như này. Đấy, rất là tiện luôn. Nó sẽ có cho các bác là đánh tan, giảm mỡ bụng cho bác rất là tốt luôn. Đó, đây nhá. Và đây là cái đầu cái cục nguồn cắm của nó này. Đấy. Nói chung là con này dùng rất là tiện ích luôn. Đó. Lên cho em là máy giảm mỡ bụng nhá. Giảm mỡ bụng có các phần đai như này. Về nhà các bác chỉ cần là đặt lên bụng mình sau đó thì siết nó vào là xong. Đó, siết nó vào. Đấy, và nó sẽ giúp cho các bác là giảm mỡ bụng này. Ngoài ra thì các bác có thể đeo vào lưng hoặc là hông để massage rất là tốt luôn. Đấy. Đầy đủ cho các bác combo như này. Giá chỉ có cho các bác là đi 280.000 thôi. Đấy, về nhà cứ cắm trực tiếp điện 220 là mình dùng thôi. Có sẵn ở đây rồi. Đấy, có sẵn cục nguồn nhiếp đây rồi. Lên cho em là máy giảm mỡ bụng nhá. Máy giảm mỡ bụng. Giá là 280.000 cho con máy giảm mỡ bụng như này. Về nhà các bác đeo vào là sử dụng thôi. Rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã đèn dầu này. Đây. Một con đèn dầu như này 130.000. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng hợp kim và sơn giả cổ rất là đẹp luôn nhá. Cái màu sơn giả cổ rất là đẹp như này. Đấy, khi các bác cần châm thì các bác đẩy cái này lên, sau đó thì mình châm xong mình lại hạ xuống cho em. Đó, lại hạ xuống nhá. Rất là ngon lành cho các bác luôn. Đó. Hoặc các bác có thể là kéo cái lẫy này lên mình châm ở phía trên cũng được. Đó. Và cái này của nó thì nó sẽ là đổ dầu vào đây nhá. Các bác đổ dầu vào đây cho em. Lên cho em là đèn dầu 130.000. Con này thì nó sẽ là chạy bằng dầu nhá, về nhà đổ dầu vào đây. Có điều chỉnh bấc này, đấy điều chỉnh bấc như này. Thì khi mà các bác sử dụng ấy thì vừa là mưa gió bão bùng này, hoặc là các bác có thể để trên ban thờ ngày lễ ngày Tết các bác bật lên cho em, vừa sang trọng vừa đẹp nhá. Đó, chất liệu bằng hợp kim. Đó, lên cho em là đèn dầu nhá. Giá của nó sẽ là 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là kia các bác lên mã giúp cho em đó là kia cặp lồng điện. Cặp lồng điện nhá. Đấy, cặp lồng điện như này. Nó sẽ có cho các bác là dung tích là 2 lít, sử dụng điện 220V nhá. Điện 220V, công tác của nó đây các bác này. Đấy. Rất là tiện ích cho các bác luôn. Đó. Thì các bác mở nắp ra cho em này. Mở nắp ra cho em. Đây. Đấy. Nắp này các bác chỉ cần đẩy lên là xong. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 4 cái Âu như này nhá. Nguyên cái Âu này bây giờ nếu các bác mua một cái Âu như này cũng phải bất 40.000 rồi. Bất 40.000 một cái Âu là 4 cái Âu là 160.000 rồi. Thế mà cả một con cặp lồng điện như này, hàng inox 304 nhá. Đấy, một con cặp lồng điện như này. Âu này rất là dày luôn, Âu rất dày luôn các bác này. Đấy. Mỗi con này là dung tích là 500ml nhá. 4 đến 500ml. Đó. Và cặp lồng này tổng thể là 2 lít này. Đấy. Và đây nó sẽ có một cái mâm nhá, một cái mâm nhiệt như này. Đấy, các bác cắm điện vào nó sôi sùng sục luôn, giữ nhiệt rất là tốt luôn, vừa để nấu cơm này, cơm canh, nói chung là đa chức năng luôn, 2 tầng như này. Lên thêm là cặp lồng điện nhá, cặp lồng điện giữ nhiệt rất là tốt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là yêu thương, chỉ có cho các bác là 175.000 thôi. Lên cho em là cặp lồng điện 175.000. Lô này thì có kèm cho các bác là một đôi đũa và một cái thìa nhá. Đấy, đầy đủ combo cho các bác như này. Có lô thì có lô thì không nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Có quai sách như này, mang đi công tác này, có nguồn cắm đây và công tác đóng ngắt này nhá. Cặp lồng điện 175.000 nhá, 175.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái đá vĩnh cửu đây. Đá vĩnh cửu. Cái này thì các bác có thể bỏ vào trong cái khay, bỏ vào trong ngăn đông tủ lạnh thì mình dùng thôi. Hàng này hàng của Đức, cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, thương hiệu Winling hay người của Đức này, cực kỳ chắc chắn luôn. Các bác có thể dùng để uống trà, uống cà phê, uống các cái loại hạt, uống các loại nước lạnh. Đấy, uống bia thì cho vào, sau đó thì mình sử dụng thôi, rất là tiện, có cây gắp đàng hoàng. Giá sẽ là 70.000 cho một hộp 6 viên. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia máy nhặt lông vịt nhá. Máy nhặt lông vịt giá của nó sẽ là 165.000 cho con máy nhặt lông vịt như này. Đấy, sản phẩm thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, đây nó sẽ là một con máy nha. Đó, có sẵn cả cáp sạc luôn nhá, có sẵn cả củ sạc như này. Đấy, cả củ sạc như này nữa này các bác này. Đó, có sẵn cả củ sạc như này. Về nhà các bác cắm sạc thì cắm nguồn vào đây cho em. Đó, rất là tiện luôn. Đây. Đấy, các bác chỉ cần là đưa vào là cái này nó sẽ xoay này. Đấy, nó sẽ có cái xoay như này, và xoay này thì nó sẽ quận theo cái lông vịt đi theo. Đấy các bác nhá. Đây. Ví dụ như đây các bác này. Đấy. Là các bác cứ lia này là nó sẽ chạy này. Đấy, là nó sẽ quấn cái lông vịt theo. Đây, em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Lên theo là máy nhặt lông vịt gà nhá. Giá sẽ là 165.000. 165. Đây các bác này. Đó.
hai đầu kè công suất cao. Vào những dịp nhà có cỗ, chúng ta các bạn chỉ cần lướt đi này là xong. Máy nhổ lông như này, sản phẩm máy nhổ lông vịt hiện đại. Các bạn nhìn lông măng lông tờ này, tôi mới chỉ lướt qua 2 giây. Đấy, các bạn thấy không? Rất là tiện luôn nhá. Hai đầu kè công suất cao. Vào những dịp nhà có cỗ, chúng ta rất cần sản phẩm máy nhổ lông như này. Sản phẩm máy nhổ lông vịt rất hiện tiện đại. Luôn. Các bạn nhìn lông măng lông tờ này, tôi mới chỉ lướt qua. Các bạn xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Này thì em lên cho bác cái con máy rửa xe chạy bằng pin nhá. Con này thì bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 280.000, đang bán 300. Đợt này xả còn 280.000 cho con máy rửa xe pin này nhá, 280.000. Thì các bác nhận được hàng thì bao gồm là một thân máy này, một viên pin này. Đấy. Sẽ bao gồm được bác là một thân máy và viên pin như này. Các bác lắp vào cho em này. Một máy pin lắp vào này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cuộn dây như này. Cuộn dây của nó thì nó được khoảng là từ dây này thì nó cũng vào khoảng từ 7 đến 10 mét thôi nhá. Từ 7 đến 10 mét cái này thì em cũng không đo nên là cũng không biết nó chính xác là bao nhiêu đâu. Nhưng nó cũng là từ 5 đến 10 mét. Đấy, 5 đến 10 mét thì kèm thêm cho các bác các cái đầu núi này, đầu nối này, cáp sạc đầy đủ nhá. Cáp sạc rồi đầu bọt tuyết này. Đó, đầu bọt tuyết riếc đầy đủ luôn. Đó đây, các cái chi tiết đi kèm của nó này. Đấy thì cái này là đầu phao này, à cái đầu lọc này, đầu lọc thì các bác chỉ cần là lắp vào, ấn vào này cho em là xong. Đó, ấn vào này cho em. Đấy, cái này nó sẽ là đầu lưới lọc này, đầu lưới lọc nhá. Đó thì cái đầu lọc này các bác có thể mình về mình thả xuống ao này, thả trực tiếp xuống ao hoặc là mình thả vào xô nước để mình dùng. Đấy, còn cái đầu kết nối thì các bác lắp vào thế nha. Đây, lắp vào đây. Đấy, lắp vào đây nhá. Xoáy cái này ra này. Đấy. Xoáy cái này ra. Này các bác xoáy ra. Đây, các bác xoáy cái này ra cho em này. Xoáy cái này ra này. Cho cái này vào đây này. Đấy, sau đó thì kết nối cái này vào đây này. Kết nối cái này vào đây. Cái này thì mới thì nó sẽ hơi căng một chút nhá. Thì về nhà các bác lắp là nó sẽ giãn lại thôi. Đấy, sau đó xoáy cái này vào này. Xoáy cái này vào. Đó. Và kết nối vào máy cho em này, kết nối vào máy này. Đấy, kết nối vào máy này. Đấy, như này đã kết nối xong này. Đó. Còn đây là các cái đầu của các cái con nguồn kết nối này, các bác xoáy vào đây cho em này. Đấy, xoáy vào đây cho em. Đó. Con này nó sẽ là cái đầu vòi xịt đây. Xoáy vào đây cho em. Xong. Đó. Lắp đặt thì cơ bản như này là xong nhá. Cơ bản như này là xong. Đó, còn đây là cái đầu để các bác có thể xịt rửa xe hoặc là tưới cây. Thì các bác bắt đầu cho cái đầu này vào nước cho em nhá. Đây. Cho cái đầu này vào nước này. Đấy. Cho thì các bác cho nó ngập xuống đi em nhá. Cho ngập xuống thì mới bơm được. Còn nếu mà nó nổi lên thì các bác cho cái phao xuống cho em. Đó. Các bác cho cái các bác có thể buộc cái con chì vào, buộc con chì vào. Nói chung là tùy theo các bác cứ làm sao cho nó chìm được. Đấy, đây. Cho nó chìm xuống như này nhá. Đấy, chìm xuống thì nó mới lấy được nước. Các bác có thể cho con chì vào để mình ném xuống. Đó. Tiếp theo thì mình xịt rửa thôi. Đây, đây các bác nhá. Mới đầu bơm thì nó sẽ tầm khoảng mấy giây đến một phút để nó lấy nước lên các bác nhá. Nó lấy nước vào đường ống này. Đấy, các bác thấy không? Đây. Lấy nước vào đường ống và bắt đầu nạp nước này. Cái này thì các bác có thể điều chỉnh ở đây nhá. Đấy. Điều chỉnh ở đây cho em. Và đi kèm này nó sẽ có hai đầu phun như này nhá. Đây một cái đầu trắng này. Các bác nhấn cái lẫy này xuống này. Đậy nó vào này. Đấy. Đầu này thì các bác dùng để mình tưới cây nhá. Đầu này tưới cây này. Đấy đây. Các bác xem là tưới cây này. Đấy. Tưới cây rất là ngon luôn các bác thấy không? Đấy. Đấy, tưới cây nhá. Một đầu thì các bác tưới cây này. Đầu này tưới cây rất là ok luôn. Đấy. Đấy, dùng để tưới cây này. Các thấy không? Tưới cây là ok luôn. Đó, đầu này tưới cây này. Sau đó thì các bác có thể thay cho em cái đầu nhá. Thay cái đầu này đây. Đấy. Cái đầu đỏ này thì để xịt rửa nhá. Đầu trắng thì tưới cây. Còn đầu đỏ này để xịt rửa này các bác này. Đấy. Lực của nó cũng khá là mạnh luôn. Đấy các bác thấy không? Lực rất là mạnh nhá. Đấy. Như này là các bác dùng rửa xe là rất là ok luôn. Rửa xe xịt rửa tường này. Đấy các bác thấy không? Đấy. Có một số nước mà em dùng mà vẫn còn nguyên này các bác này. Đấy, nó cũng mất rất là ít nước luôn. Ngoài ra thì các bác muốn tưới xe thì các bác có thể dùng cái này. Để mình rửa sân này. Đấy. Xịt rửa sân các bác nhá. Xịt rửa sân này. Đó. Thấy không? Rửa sân này. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác một cái đầu bọt tuyết nữa nhá. Đây. Cái đầu bọt tuyết đây. Đầu bọt tuyết này thì các bác cho xà bông vào đây nhá. Cho xà bông vào đây sau đó thì mình lắp vào. Lắp xà bông vào đây thì xịt nó sẽ ra bọt tuyết nhá. Đấy các bác cho xà bông vào đây. Đấy. Cho xà bông cái này nhá thì khi các bác xịt thì nó sẽ ra bọt tuyết luôn. Đó.
thì nó sẽ kèm cho các bác một cái cáp sạc nữa này, một cái củ sạc nữa đó, và các cái đầu kết nối như này. Thì con này hàng cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hợp lý rồi. Đấy, giá siêu hợp lý rồi. Đây, chỉ có cho các bác là đi 280.000 thôi. Đấy, 280.000. Lên cho em là máy rửa xe nhá. Giá sẽ là 280.000 cho một con máy rửa xe như này. Hàng chạy bóng pin cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh các bác nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với số phẩm hấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái mẫu điện thoại 2 SIM 4G hàng của thương hiệu Nokia. Đấy, Nokia 105. Đấy, 4G Pro nhá. Lên em là điện thoại 2 SIM 4G, giá sẽ là 490.000. Bên em bao ship tới tận nhà cho các bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là một cái hàng cực kỳ chất lượng cho các bác nhá. Nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện, nguyên hộp như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một điện thoại này, đấy, một điện thoại Nokia này, một điện thoại Nokia như này, một viên pin nhá, một điện thoại, một pin và một cáp sạc, nói chung là đầy đủ cho các bác luôn. Combo cho các bác điện thoại SIM và cáp sạc, và nó sẽ có cho các bác là bàn phím nổi cực kỳ dễ sử dụng luôn, và có cho các bác là hai khay SIM nhá. Đấy, cái này hàng của hãng cho nên là nó rất là chắc chắn luôn. Đấy, các bác chỉ cần là đẩy cái lẫy này ra cho em. Đấy, lắp SIM vào hai khay SIM, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Hàng Việt Nam nhá. Đấy, công ty sản xuất ở Việt Nam, hàng Việt Nam chất lượng cao cho các bác luôn. Đấy, một điện thoại, một SIM và một pin như này nhá. Combo cho các bác luôn. Giá thì sẽ là 490.000. 490.000. Đấy, lên cho em là điện thoại 2 SIM 4G 490.000 nhá. 490.000, hàng của thương hiệu Nokia. Tiếp theo là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi của Đức nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là nồi Đức 6 món nhá. Giá sẽ là 700k. Đó. Bộ nồi Đức này. Bộ nồi Đức. Nồi Đức 6 món, giá sẽ là 700k nhá. 700.000. Đấy, bên em bao ship và các bác phải cọc trước 200 nhá. Cọc 200k thì bên em mới gửi hàng nhá. Cọc trước 200.000, nồi Đức 6 món. Đầu tiên thì nó sẽ là một con xoong to nhất này. To nhất này. Hàng của thương hiệu Beijing này. Đấy, Beijing. Cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn nhá. Đó. Các bác có thể đun đa chức năng luôn, bếp từ, bếp ga, bếp halogen, bếp hồng ngoại, các loại bếp cho em được luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 700.000. Đó. Đấy. Mặt kính cường lực nhá, mặt kính cường lực như này. Tất cả đều là mặt kính cường lực. Con này thì sẽ là 5 lít nhá. 5 lít. 5 lít cho bác nhá. Con này 5 lít này. Tiếp theo là con nhỡ này. Con nhỡ con này sẽ là 4 lít này. Đấy. Đế của nó là đế 5 lớp nhá. Đế 5 lớp. Các bác có thể đun bếp từ, bếp ga, bếp halogen, bếp hồng ngoại. Siêu dày luôn các bác nhá. Siêu dày luôn. Đó. Tiếp theo là đến con 3 lít này. Con này nó sẽ là 3 lít nhá. 3 lít. Con này sẽ là 3 lít các bác này. Đó, con này sẽ là 3 lít này. Tiếp theo thì đến con 2 lít này. Đấy, con này là 2 lít này. Hàng nó dày lắm các bác. Dày, các bác nghe tiếng kêu là biết rồi. Hàng siêu dày luôn. Mặt kính cường lực nhá. Đấy, quai kiếc này. Mạ vàng rất là đẹp luôn. Tiếp theo là một con 2 lít vung lạch này. À, quai lạch này. Dày lắm các bác, dày lắm. Và theo, khá dày luôn. Đó, chữ chìm này. Đó, siêu dày chữ chìm luôn. Đó. Và một con chảo tráng đá chống dính, đường kính của nó vào khoảng là 26-27 cm. Đó, đây, rất dày các bạn, dày lắm. Đây, cầm nặng chịch chịch luôn. Đó, giá thì sẽ là 700.000. Đấy, combo cho các bác 6 món này. Đều là có vung hết nhá, có vung hết nhá. Chảo này cũng có vung luôn. Các bác chiên rán xào nấu rất là tiện này. Có vung hết này. Đó, con này thì sẽ là 700.000. Lên theo là bộ nồi Đức 6 món, 700.000. Cọc 200k thì bên em mới đi đơn nhá. Đó, giá thì cực kỳ hấp dẫn cho bác rồi. Bao gồm cho các bác là con này sẽ là 5 lít này, 4 lít này, 3 lít này và hai con 2 lít và một con chảo. Combo cho các bác 700.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một số cái mã ấm nhá. Ấm thì đầu tiên nó sẽ là một cái con ấm siêu tốc của Hàn Quốc này, hàng của thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130.000 cho con ấm siêu tốc của Hàn Quốc. Con này dung tích của nó sẽ là 2,5 lít nhá. 2,5 lít này. Đó, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ấm siêu tốc Hàn Quốc này. Đấy, điện 220V, 50Hz, 1500W và 2,5 lít. 130.000 nhá. 130k, ấm siêu tốc Hàn Quốc 130k này. Đấy. Tiếp theo nó sẽ là một con phích đun sôi này, phích đun sôi. Hàng cũng của thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc. Con này thì vừa đun sôi vừa giữ nhiệt luôn. Đấy, giữ nhiệt nhá.
Đấy, và cái này thì về nhà các bác cứ cho nước vào đây và nó sẽ giữ nhiệt cho các bác nhá, giữ nhiệt cho các bác chỉ cần đặt vào cái khay này là xong, vừa đun sôi vừa giữ nhiệt luôn đó. Lên cho em là fix đun sôi, giá sẽ là, các bác lên mã giúp cho em đó, con này nó sẽ là fix đun sôi nhá, fix đun sôi hàng của thương hiệu Cucu này đó. Cucu con này thì dung tích của nó cũng là 3 lít cả vỏ nhá, 3 lít cả vỏ, điện 220V và 1300W, 180.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc inox nhá, ấm siêu tốc inox 450.000. Chất liệu của nó thì bằng inox 304 này các bác này. Đó, đây. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. 2200W và dung tích của nó là 1,7 lít. Đấy. Con này thì dùng thì cực kỳ là đẹp rồi. 450.000 con này, hàng của thương hiệu Kyler thì cực kỳ là xịn sò. Lên cho em là ấm siêu tốc inox nhá. Đấy, giá của nó sẽ là, đây, điều khiển của nó đây này. Đấy. Giá của nó sẽ là đi 450.000. Đấy, bằng inox nhá, bằng inox. Tiếp theo thì sẽ là một con ấm siêu tốc Đức. Con này là 290.000. Con này thì có lưới lọc luôn. Nó sẽ có cái lưới lọc như này. Thì các bác có thể dùng để lọc trà, lọc cà phê, lọc các cái loại hạt cho vào đây đều được hết nhá, pha trà, pha cà phê các loại hạt. Con này thì giá của nó sẽ là 290.000, bên em bao ship đến tận nhà nhá. Chất liệu của nó thì bằng thủy tinh này. Đấy, của thương hiệu Mega House của Đức các bác. Nói chung là các bác cứ cắm vào xong là bật ra là bê ra là uống thôi. Rất là tiện. Đấy, có khách có khứa tiện lắm. Đó. Con này thì dung tích của nó sẽ là đi đây. Thông số con này các bác này. 2000W, 50Hz, 1,8 lít. Con này cũng rất là tiện luôn, đặt vào là xong. Kết nối bằng đồng hết này. Đấy. Ấm siêu tốc Đức nhá. Đấy, 290.000. Tiếp theo thì một cái con bình 20 nhá. Lên cho em là bình 20 này. Bình 20. Bình 20 dung tích của nó sẽ là 2 lít và giá sẽ là đi 80k nhá, 80k. Đó. Bình 20 2 lít 80k. 80.000. Inox 304, dày dẫn chắc chắn, giá hợp lý cho bác luôn. 80k thôi. Tiếp theo thì sẽ là một con này nó sẽ là con bình pha trà nhá, bình pha trà, giá sẽ là 100k, 100.000 cho con bình pha trà như này. Con này thì dung tích của nó sẽ là đi 1 lít, đấy, bình pha trà 1 lít. Con này thì các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê, nói chung là cũng đa di năng luôn. Nó có lưới lọc như này nhá, có lưới lọc như này. Pha trà, pha cà phê, inox 316, dung tích 1 lít nhá. Đấy, lên cho em là bình pha trà nhá, bình pha trà. Đó, bình pha trà màu đen rất là đẹp luôn, 100k. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái mẫu chăn ga 5 món nhé. Đó, chăn ga Nhật 5 món. Màu này nó sẽ là màu Chanel. Đây, còn màu nào không? Màu Chanel rất là đẹp nhé. Đấy, chăn ga Nhật 5 món lên cho em là màu Chanel nhé. Lấy cái biển kia kìa, số nó to. Đấy, thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chăn. Chiều dài của nó thì vào khoảng là 2m. Mét 8, 2 mét gì đấy các bác nhé. Cũng khá là to luôn. Con này thì em cũng không có đo chính xác. Nó tầm khoảng mét 8, 2 mét nhé. Đúng không? Mét 7, 2 mét các bác nhé. Mét 7, 2 mét chăn khá là to luôn. Đấy, và chăn này thì nó sẽ là chăn thu đông. Nó sẽ có trần một cái lớp bông bên trong. Như là các bác đắp mùa thu cũng được, đắp mùa đông cũng được. Đấy. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là 3 cái vỏ gối. Bao gồm là 2 vỏ gối thường và 1 vỏ gối ôm. Đấy. Đây, vỏ gối khá là to luôn. 70 nhá. Vỏ gối là 70-40, một vỏ gối ôm và một cái ga như này. Tổng của các bác khi các bác nhận được hàng sẽ là 5 món nhá, 5 món. Giá sẽ là 260.000, bên em bao ship tới tận nhà cho các bác luôn. Lên cho em là chăn ga 5 món, 260.000, bên em bao ship tới tận nhà. Nhận hàng các bác có thể kiểm tra và thanh toán giúp cho em. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy trà bếp nhá. Sẽ là 75.000 cho một em máy trà bếp như này. 75k một em. Con này thì các bác dùng để mình vệ sinh bếp này, rồi giặt thảm giặt chiếc, rồi nói chung là đánh cọ vệ sinh đều được hết nhá. Nó sẽ là một con máy như này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái đầu bông, đầu vệ sinh, rồi cáp sạc các thứ đầy đủ này các bác này. Đó. Về nhà các bác lắp pin là pin có sẵn rồi. Các bác cứ mài như này chưa? Đó. Đánh nồi niêu xoong chảo bàn bếp ga bếp giếc còn nói chung là đa di năng luôn. Có cho các bác là
giá đỡ này, bông biếc, miếng dán miếng riếc, bông biếc đầy đủ luôn. Giá chỉ có 75.000 cho một con máy như này thôi. Lên theo là máy trà bếp 75.000 nhá, 75.000. Tiếp theo là em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cân 5. Con này thì nó sẽ là cân nhà bếp và cân được 5 kg. Nên bên em gọi nó là cân 5 nhá. Cân 5 như này. Lên cho em là cân 5 nhá. Giá thì sẽ là 50.000. 50.000 cái cân 5 như này, nó sẽ là cân điện tử nhá, cân điện tử. Để các bác dùng thì mình cân. Về nhà các bác lắp pin cũng có sẵn pin rồi, cân được 5 cân. Tiếp theo là con robot hút bụi nhá. 120.000 cho một con robot hút bụi như này. 120.000. Con này thì nhỏ gọn tiện ích nhá. Lên cho em là robot hút bụi này. Đây nó sẽ có cho các bác một cái cáp sạc đi kèm. Và đây các bác xem này. Đấy, đây thì nó rất là sạch sẽ như này nhá. Sạch sẽ như này, và khi mấy em hút test thử sản phẩm cho các bác xem. Đây. Các bác chỉ cần bật lên này là nó chạy này. Đấy. Để đây này. Đấy, nó chạy các bác này. Nó sẽ hút bụi cho các bác luôn. Đó. Thì nếu mà nó gặp mà chỗ nào mà nó chạm đầu này thì nó sẽ tự quay đầu trở lại thôi. Rất tiện ích cho các bác luôn. Đó. Đấy. Em mới hút có một tí thôi mà các bác xem cái lượng bụi ở bên trong nó khá là nhiều luôn. Đây. Đấy các bác thấy chưa? Đây, những cái bụi mịn nó bay vào này. Đấy, những cái bụi mịn này mới là quan trọng này. Bụi mịn này mới là khó xử lý này các bác này. Đó, chứ còn những cái bụi bình thường thì mình quét đi được, những cái bụi mịn này phải hút thì nó mới hết được. Giá thì sẽ là 120.000 cho một con robot hút bụi này. Có đầu cáp sạc vào nhà các bác sạc vào cho em nhá. 120k. Lên cho em là robot hút bụi. Giá rất hạt rẻ. Chỉ có 120 cành thôi. 120.000 cho con robot hút bụi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái nối cút nối điện nhá. Đấy, 10.000 một cái và 75.000 cho một chục. Đấy, lên cho em là cút nối điện. Cái này thì nó sẽ là một cái dòng cút nối siêu tiện ích luôn. Về nhà các bác chỉ cần là cho cái dây điện vào đây, cho dây điện vào đây, luồn dây điện vào đây này. Đấy, mà cái này lên, luồn dây điện và sau đó các bác ấn nó xuống này. Đấy, rất chặt luôn nhá. Lên cho em là cút nối điện 10.000 một chiếc, 75.000 một chục nhá. 75.000 một chục cho cút nối điện như này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái tô mì nhá. Đấy, tô mì. Đấy, bát pha mì này. Đấy, tô pha mì. Đây các bác đậy nắp vào cho em. Con này dùng để pha mì rất là tiện, dung tích của nó thì vào khoảng là nửa lít gì đó. Các bác dùng để pha mì rất là tiện luôn, 50k. 50k cho cái tô pha mì như này. Tiếp theo thì em lên thắc mắc cái sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc của Cucu nhá. Con này thì nó sử dụng điện 220V, công suất là 1500W và 2,5 lít, rất là ngon lành luôn. Bên ngoài bằng nhựa chống nóng, bên trong thì bằng inox, đun nấu cực kỳ là ngon luôn. 130 cành. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái móc dán tường nhá. 8.000 một cái và 3 cái là 20.000. Con này thì hàng siêu bám luôn, siêu bám dính luôn nhá, siêu bám dính luôn. Đấy, trọng lượng của nó lên tới 15 kg này, 15 kg. Tha hồ thoải mái, các bác cứ dán lên tường mình treo thoải mái luôn, 15 kg. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái cân 10 này. 120.000 cho con cân 10 như này. Con này thì nó sẽ là cân được 10 cân. Cũng lắp pin nhá. Con này thì đấy, rất là dày dẫn và chắc chắn luôn. Đấy, lắp pin các bác nhá, lắp pin. Và con này nó cũng có tính năng trừ bì luôn. Có tính năng trừ bì, các bác có thể đặt đĩa lên nó trừ bì cho các bác luôn. Đấy, có tính năng trừ bì luôn. Con này sẽ là 120.000. Lên cho em là cân 10 nhá. Đấy, con vừa nãy là cân 5, con này cân 10, 120.000. Tiếp theo thì em lên cho bác hai cái mẫu vòng nhá. Đầu tiên thì nó sẽ là cái vòng đây. Cái vòng vòng này là vòng vòng trầm gỗ nhá. Vòng trầm gỗ. Giá của nó sẽ là 40.000 cho một con vòng trầm gỗ như này. Giúp cho bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông rất là tốt luôn. Các bác có thể dùng đeo cổ hoặc là đeo tay đều được nhá. Vòng trầm gỗ một vòng như này là 40.000. Tiếp theo thì vòng trầm gỗ này là 50.000 các bác nhá. 50.000 cái vòng trầm gỗ như này. Còn cái vòng vòng vàng điều hòa huyết áp thì con này nó sẽ là bằng nam châm từ trường và titanium nhá, titanium. Đó, và con này thì sẽ là 40.000. Đây, có các hạt nam châm từ trường như này, giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đấy, nó sẽ có các nam châm từ trường như này. Con này thì sẽ là 40.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là vòng vàng. Vòng vàng điều hòa huyết áp, con này sẽ là 40.000, vòng trầm gỗ là 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn hộp nhôm nhá. Một cái đèn đựng trong hộp như này. Có cho các bác là cả đèn cả bật lửa luôn. Đấy, cáp sạc đây. Và con này thì vừa đèn sáng vừa bật lửa, quay đeo quay sách đàng hoàng. Đây. Đấy, đây các bác này. Đó, đây, đèn sáng các bác nhá. Đó, đèn rất là sáng luôn này. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa này, sáng vàng này, sáng đỏ này, nhấp nháy cảnh báo này. Và có cả bật lửa luôn các bác, mở cái này ra đây. Giữ lì cái phần hình thuốc lá này là bật lửa nó sẽ lên này. Đấy, và các bác nhấn này nó sẽ tắt này. Đó. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho con một con đèn hộp nhôm như này. Lên trên là đèn hộp nhôm nhá. Giá sẽ là 90k.
Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ví, đầu tiên nó sẽ là cái ví hồng này. Con này là bên em lên nó là ví hồng 50.000 cho cái ví hồng như này. Đấy. 50k cho mấy em ví hồng như này nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là các cái đầu mài móng tay này, rồi là các cái chi tiết đi kèm đây. Đấy. Ba cái bấm móng nhá, 1 2 3, kéo cắt, kéo tỉa đàng hoàng. Bộ này sẽ là bộ ví hồng này thì sẽ là 50.000 nhá, 50.000 cái bộ ví hồng như này. Đó. Tiếp theo thì sẽ là một cái mẫu ví ví xanh này. Đấy, ví xanh là 100.000. Con này thì hàng đa di năng hơn. Đấy, nhiều hơn, chi tiết nhiều, chi tiết hơn, to hơn. Đấy, đây. Con này các bác lên cho em là ví xanh nhá. Ví xanh đây. Đấy, nó sẽ có tới cho các bác là 1 2 3 4 cái bấm móng này, kéo cắt này, rồi mài gót chân trước đàng hoàng. Con này thì rất nhiều chi tiết đi kèm. Con ví xanh này sẽ là 100.000, 100.000 cho con ví xanh như này. Đây, các chi tiết đi kèm khá nhiều luôn. Ví xanh 100. Ngoài ra thì bên shop có về cho các bác cái này nó sẽ là 60.000. 60.000. Cái này thì nó sẽ là một cái bộ bộ móng 5 chi tiết như này, 1 2 3 4 5. Lên cho em là bộ móng 5 chi tiết nhá. Ở đây thì các bác lắc ra như này để mình sử dụng này. Đấy, nó sẽ có cái mài này, một cái lấy giấy tai này và ba cái bấm móng. 60.000 nhá. Lên cho em là bộ móng 5 chi tiết, 1 2 3 4 5, 5 chi tiết nhá. Đấy, giá sẽ là 60.000 cái bộ móng 5 chi tiết như này. Cái này thì nó sẽ có cái công dụng riêng của nó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con hút thổi bụi chạy bằng điện nhá. Con này thì siêu khỏe luôn. 260.000 bao ship đến tận nhà. Con này thì chạy bằng điện, siêu khỏe luôn nhá. Khỏe lắm. Con này thì các bác dùng để mình hút thổi bụi, sân sướng các thứ. Rất là ok luôn, cả hút cả thổi luôn. 260.000 cho con hút thổi bụi điện như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con đèn đèn bắt muỗi đen nhá. Con này thì dùng để bắt muỗi. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em, cắm trực tiếp điện 220 vào đây. Đấy, và nó có cái ánh đèn hồng ngoại bật công tác lên, con muỗi nó sẽ bị thu hút bởi cái ánh đèn hồng ngoại, nó bay và nó sẽ chết. 120.000 đèn bắt muỗi đen nhá. Đây, đấy, nó bay và nó chết luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ T8 nhá. Đấy, đồng hồ T8 170.000 cho con đồng hồ T8 như này. Con này thì khá là nhiều chức năng luôn nhá. Đấy. Khá là nhiều chức năng luôn, xem giờ rồi các bác có thể là đo nhịp tim, đo huyết áp, khá nhiều chức năng luôn. Đấy, đồng hồ T8 có đốc sạc đi kèm. Chất của nó là, thân của nó là bằng hợp kim nhá, bằng hợp kim. Đây là cái phần đuôi sạc đây. Về nhà các bác bật nguồn này lên cho em này. Đó. Hàng này thì vận chuyển từ nước ngoài về, để lâu nó hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em nhá. Đấy. Các chức năng của một con đồng hồ như này. Đây, đầy đủ các cái chức năng của nó này. Về nhà các bác có thể kết nối đo nhịp tim, đo huyết áp, các kiểu con là điều luôn. Đây, nó sẽ hiện lên như này nhá. Giá sẽ là 170.000, đồng hồ T8 này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn thần tài nhá. Đây, đây nó sẽ là một con đèn thần tài như này. 60.000 cho một con đèn thần tài như này. Đó, 60.000 thôi. Con này thì khi các bác sử dụng thì về nhà các bác lật ngược lên cho em, đậy nắp vào này. Đấy, có công tắc, bật công tắc lên đó nhá. Vỗ nhẹ nó sẽ lên, vỗ nhẹ nó tắt này. Đấy, hoặc các bác có thể thổi này. Đó. Một là vỗ, hai là thổi, tùy theo nhá. Có thể vỗ hoặc thổi, các bác lưu ý cho em. Hoặc chạm này nó sẽ lên này. Đấy, rất đơn giản thôi. Hoặc các bác có thể thổi cũng được. Đó. Và tắt cái công tắc này đi nhá. Đấy. Giá sẽ là 60.000 cho con đèn thần tài như này. 60k cho một em đèn thần tài nhá, 60.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái xịt xoang mũi nhá. 35.000 một lọ và 3 lọ sẽ là 100.000 xịt xoang mũi. Bác nào bị viêm xoang mũi, đau mũi rồi các bệnh về mũi, xịt con này cho em rất là tiện ích luôn đây. Đấy. Con này. Đó, nó sẽ là dạng xương mảnh như này, giúp cho các bác xịt. Các bác xịt trực tiếp vào xoang mũi cho em, rất là tốt luôn. Lên cho em là xịt xoang mũi nhá. Giá của nó sẽ là 30.000 cho một lọ như này. Lên cho em là xịt xoang mũi, giá sẽ là 30.000 cho một lọ nhá. Đấy, xịt xoang mũi. À 35.000, 3 lọ 100. Tiếp theo em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái máy hút bụi đây. Đấy, hút bụi chạy bằng pin. Con này thì cả hút cả thổi luôn, hút thổi bụi chạy bằng pin. Đấy. Chạy rất là khỏe luôn các bác này. Đấy, rất khỏe luôn. Bác theo, rất khỏe luôn nhá. Đấy. Rất khỏe luôn. Đấy. Rất khỏe luôn. Hàng của Tamasio. Đấy, Tamasio Made in Japan, hàng nội địa của Nhật nhá. Đấy, có đầu hút, đầu thổi, đầu bông, đầu viếc, cáp sạc đầy đủ luôn. 170.000 cho con hút thổi bụi chạy bằng pin như này, hút thổi bụi pin 170.000. Ngoài ra thì các bác lên cho em là hút thổi bụi đại nhá. Con này là 450.000. Con này thì nó sẽ là chạy bằng điện và siêu khỏe luôn. Con này nó chạy bằng điện và rất là khỏe nhá. Đấy, các cái chi tiết đi kèm của nó này, các bác có thể lắp đặt vào như này. Con này là hàng đại nhá, 450.000. Chạy bằng điện siêu khỏe luôn. Đấy. 450.000 cho cái combo như này.
đây cái đầu hút to của nó này, đấy thân máy cái thứ này, con này là cắm pin nhá, à, cắm điện nhá, cắm điện siêu khỏe luôn các bạn, đấy rất là nhiều chi tiết đi kèm. Con này thì lực hút của nó thì khủng khiếp rồi, đấy tôi lên tới 1000W nhá, 1000W, đấy rất nặng luôn, đó dùng các bác có thể nối dài và để mình hút bụi biếc, nói chung là con này thì hàng chấm hết rồi, con này thì các bác yên tâm sử dụng thôi, 450.000 có thể để trên xe ô tô này hoặc các bác có thể dùng trực tiếp này. Đấy, 450.000 cho con hút thổi bụi như này. Đây. Đấy, rất tiện luôn nhá, kết nối vào. Đấy. Cả hút cả thổi luôn, con này các bác có thể dùng để mình bơm phao này. Đấy, bơm phao, bơm bóng đều được nhá. Đây nó bơm phao này các bác này. Đấy, rất đa di năng luôn. Hút thổi bụi nhá, 450.000 chạy bằng pin. Tiếp theo thì nó sẽ là cái kẹo chuột nhá, 30.000 cho một hộp như này. 30.000 cho một hộp kẹo chuột như này. Đây, 80g. Cái này siêu nhạy luôn. Rất thu hút chuột nhá. Màu hồng này thu hút chuột luôn, kéo cả đàn đến ăn chết cả đàn luôn. Đấy, giá thì chỉ có cho các bác là 30.000 cho một cái gói kẹo chuột này thôi, 30.000 nhá. Tiếp theo thì cái đế nóng này, 130.000 cái đế nóng như này. Cái này thì các bác có thể dùng để mình đun nấu hoặc giữ nhiệt rất là tốt luôn. Đây, nó sẽ làm cái đế như này. Đấy, đế bằng ga, cắm điện trực tiếp điện 220 và có điều chỉnh nhá, có điều chỉnh như này. Đó, 130.000 cái đế nóng này, rất là tiện luôn. Pha trà và chiếc các thứ rất là tiện nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vít xanh nhá, 40.000 cái bộ vít xanh như này. Đấy, đây nó sẽ là đầu nối dài này và 30 đầu vít đi kèm như này. Đấy, rất tiện, các bác có thể dùng để mình sửa chữa đồ và lặt vặt linh tinh, 40.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái Phương ơi, nó sẽ là một cái đây, một cái bộ sản phẩm bao gồm cho các bác là hai món như này, 100.000. Phương ơi, cái này tên nó là cái gì đi? Ca lọc dầu à? Đây nó sẽ là cái ca lọc dầu như này nhá. Các bác có thể lắp cái này vào cho em này, 100.000. Ngoài lọc dầu thì các bác có thể dùng để mình chiên khoai tây rồi ca chiên dầu nhá. Lên cho em là hả? Cái gì tắt hai quả bóng đi? Cái tên nó là gì? Ca chiên dầu các bác nhá. Đấy các bác có thể đun bếp ga, bếp từ thoải mái luôn. Đặt lên. Đấy mình có thể chiên rán xào nấu đều được hết. Sau đó thì ví dụ khoai tây cái thứ hoặc là các cái đồ chiên mình bỏ vào đây chiên xong thì mình bê ra, rất là tiện nhá. Lên cho em là ca chiên dầu, giá sẽ là 100.000 cho cái bộ ca chiên dầu này thôi, 100 cành nhá. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái sản phẩm, đó là một cái thùng gạo nhá, 180.000 cho cái thùng đựng gạo như này, 180k cho cái thùng đựng gạo, hàng của Việt Nhật nhá, hàng của Việt Nhật đây. Đấy, Hikori. Con này thì đựng được một yến gạo này, các bác cứ đổ gạo vào đây cho em xong, đổ gạo đậy nắp vào. Đấy, đựng được một yến gạo đây. Có cả cái ca này luôn, cái ca này các bác vừa để vo gạo được luôn nhá. Ca này dùng để vo gạo được luôn. Đựng được một yến gạo. Các bác cho vào nhấn đây cho em. Nhấn đây là nó sẽ gạo nó sẽ rơi xuống này. Đây, nhấn vào đây là gạo nó rơi xuống rất là tiện luôn. Đó. Thì các bác cứ đổ tràn lên đây thì cái đáy nó sẽ ăn trước để gạo cũ ăn trước, các bác dùng nó rất là tiện. 180.000 cho cái thùng gạo như này. Lên cho em là thùng gạo 180.000 rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, đó là cái hộp thìa của Đức nhá. Một hộp này của nó sẽ là 5 chiếc, giá sẽ là 60.000 cho 5 chiếc thìa như này. Tính ra vào chỉ có 12.000 một chiếc thôi. Inox 304, rất là đẹp, dày dẫn chắc chắn, sâu lòng. Các bác múc đồ ăn, cơm canh, cháo thoải mái luôn. Lên cho em là bộ thìa Đức nhá. Giá của nó sẽ là 60.000 trong hộp thìa Đức như này. Tiếp theo thì nó sẽ là hộp đũa nhá. Hộp đũa này của nó thì sẽ là 5 chiếc, giá sẽ là 55.000, à 5 đôi, 55.000 cho một vỉ 5 đôi. Hàng của thương hiệu Winling hay người của Đức đây, Su 304 này. Đó, Su 304 như này. Giá thì sẽ là 55.000 cho một hộp bao gồm là 5 đôi. Đó, 5 đôi. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bộ bình, các bác lên cho em là bình 3 nhá. Bình 3 80.000 cho một cái bộ bình 3 như này. Bao gồm cho các bác là một bình và ba cái cốc nhá. Đấy, một cái bình như này. Hàng rất là đẹp, dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đây, một cái bình như này nhá. Đấy, có nắp đậy này và có nắp giữ nhiệt luôn. Inox 304, đây, Su 304 các bác này. Dung tích của nó thì vào khoảng là nửa lít nhá, khoảng nửa lít. Nắp đậy này. Đấy, bật nắp ra để các bác rót này, rót xong các bác lại bấm vào này. Đấy, rất tiện ích luôn. Và có cho các bác là ba cái ly như này. Ba cái ly như này để các bác rót ra uống luôn hoặc có khách khứa rất là tiện luôn. Đậy nắp này, có đậy nắp vào làm quai sách luôn. Đó. Lên cho em là bộ bình 3 nhá. Bình 3 80.000 cho cái bộ bình 3 như này. Giá sẽ là 80k cho cái bộ bình 3 này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dao vàng này, siêu sắc bén cho các bác luôn. Đó.
dao vàng này, con này rất là bén quá này. Đấy, dọc dây bóng thoải mái luôn các bác nhá. Đó, dọc giấy riếc thoải mái luôn. Các bác dùng để gọt hoa quả này. 20.000 cho một con dao vàng như này. 20.000 cho một con dao vàng như này. Giá sẽ là 20.000 một con và giá thanh lý 50.000 ba con luôn. 20.000 cho một con dao vàng như này thôi nhá. Dao vàng 20.000 một con. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bộ khay như này nhá. 25.000 một chiếc và 5 cái là 110.000 nhá. Đấy. Đây nó sẽ là cái dòng khay như này các bác này. Đấy. Cái này thì chiều rộng của nó vào khoảng là 25, chiều dài là 25, chiều rộng thì vào khoảng là 15. Đấy, các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín. Giá của nó thì sẽ là đi 25.000 một chiếc nhá. 25.000 một chiếc và 110.000 cho 5 chiếc. 110.000 cho 5 chiếc. Đây. Cũng khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Đấy, lên cho em đó là cái gì? Khay cà phê. Khay cà phê nhá, khay cà phê. Giá sẽ là 25.000 một cái và 5 cái 101. Khá dày dẫn chắc chắn và khá đẹp luôn. Tiếp theo thì nó sẽ là cái đá vĩnh cửu nhá. Đá vĩnh cửu một khay này sẽ là cũng là hàng nguyên linh của Đức luôn. Một khay này của nó sẽ là 6 viên. Đấy, có 6 viên có giá gấp như này. Các bác cứ bỏ trực tiếp cái này vào cái ngăn đông tủ lạnh cho em, ngăn đông tủ lạnh nhá, ngăn đá. Bỏ trực tiếp vào ngăn đá xong là khi nào các bác uống rượu, uống bia, uống nước ngọt thì mình lấy ra mình sử dụng cho em. Đó. Thì có cả cái gắp như này luôn, rất là tiện. Có cả cái gắp này luôn rất là tiện nhá. Mình gắp ra mình sử dụng. Giá sẽ là 70.000. 70.000 cho một cái đá vĩnh cửu như này nha. Lên cho em đá vĩnh cửu 70.000. Tiếp theo thì các loại bút này. Thì bút của Thiên Long nhá. Bút này là hàng bút của Thiên Long. Đấy, nó sẽ là một hộp này thì sẽ là năm mươi nghìn cho một hộp như này. Đấy, 50.000 một hộp 10 cái nhá. 50.000 một hộp 10 cái nhá. Đấy, 50.000 một hộp 10 cái và 3 cái sẽ là 20.000 nhá. 3 cái là 20.000. Đó, có hai màu, có hai màu, màu xanh và màu đỏ. Đấy, bút viết cực kỳ là ngon luôn. Đấy, 3 cái là bằng 20k nhá, 20k. Còn 10 cái là sẽ là bằng 50k, 50.000. Đó, 10 cái bằng 50.000. Đây, đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Hàng của thương hiệu Thiên Long. Hàng của thương hiệu Thiên Long nhá. Rất đẹp luôn. Đó. Có màu đỏ, có màu đỏ, màu xanh nhá. Màu đỏ, màu xanh cho các bác này. Đó. Màu này màu đỏ đây. Đấy, màu đỏ đây. Có màu đỏ, màu xanh. Hàng là bút Thiên Long xịn anh em nhá. Bút Thiên Long xịn cho các bác luôn. Tiếp theo thì bút bi nhá. Bút bi thì sẽ là một hộp này là 20 chiếc. Giá thì sẽ là 2.000 một cái à? 2.000 một cái và bên em bán là đi bán từ 5 cái trở lên. Bán từ 5 cái trở lên nhá. 2.000 một cái. Bán từ 5 cái trở lên. Một hộp này của nó sẽ là 20 cái thì nếu bác nào mua cả hộp thì sẽ là 35.000. 35k nhá. 35k trên một hộp. Trên một hộp 35k là 20 cái nhá. Còn mua lẻ thì bên em bán là từ 10 cái trở lên. 10 cái thì sẽ là 20.000 nhá. 10 cái là sẽ là bằng 10 cái là bằng 20k. Đấy, bán từ 10 cái trở lên nhá. Bán từ 10 cái trở lên. Đấy, thấp nhất là bán 5 cái. 5 cái sẽ là 10.000, 5 cái là 10.000. Còn lại là 10 cái là 20.000, còn mua cả hộp thì sẽ là 35.000 trên một hộp như này, là 20 chiếc, 20 chiếc nhá. Tiếp theo thì sẽ là cái sen cao su nhá. Cái này thì các bác dùng để làm sen tắm rất là tiện luôn. Đấy, có các cái đầu cao su như này và nước nó xả ra thì nó sẽ có hai chế độ như này này. Đấy, hai chế độ như này. Đấy, cho các bác luôn. Và ở đây thì nó sẽ có cái đầu cao su như này, giúp cho các bác trà rửa rồi tắm mình vệ sinh luôn. Đấy, tắm mình kỳ cọ luôn rất là tiện đây. Đấy, cái đầu cao su như này. Tắm nó rất là mút. Đấy, các bác vệ sinh tắm rửa luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. Lên cho em là sen cao su nhá. Giá của nó sẽ là 90k cho cái sen cao su như này, dây rất là dài. Tiếp theo thì nó sẽ là cái bộ tăng đơ 9D nhá. Bộ máy cạo râu 9D, máy cạo râu 9D. Đấy, thì sẽ là đa di năng cho các bác luôn. Sẽ bao gồm cho các bác là một thân máy này. Một thân máy như này, có 3 lưỡi cạo nhá. Một thân máy này có 3 đầu lưỡi như này nhá. 3 đầu lưỡi cạo như này. Kèm cho các bác là một đầu tỉa lông mũi, một đầu tăng đơ. Đó. Đấy, các bác thấy không? Em đưa vào cạo râu này. Đấy, vừa lướt qua cái đã có luôn nhá. Đó, rất là sắc bén luôn. Bộ 3 lưỡi kép rất sắc bén luôn. Đó. Thì sẽ có cho các bác là một đầu cạo râu này, một đầu tăng đơ và một cái đầu tỉa lông mũi. Ngoài ra thì không có cái đầu trà. Sẽ có cho các bác là 3 cái đầu như này để các bác dùng để mình tỉa lông mũi, tăng đơ và cạo râu chấn viền luôn. Tăng đơ,
Thunder 9D giá sẽ là 90.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái dầu gội đầu. Dầu gội đầu thì sẽ có cho các bác là hai mẫu như này. Hai mẫu này dầu gội đầu của thương hiệu Clear 80.000 một lọ. Hàng của Clear nhá. Hàng này thì hàng của Thái Lan nhá, sản xuất ở Thái Lan. Đây, Bangkok Thái Lan các bác này. Đó, Bangkok Thái Lan đây. Thì sẽ là 80.000 cho một lọ, có màu xanh màu trắng nhá. Có màu xanh màu trắng, các bác muốn lấy màu nào lấy, cái này bên em bán nhiều lắm không? Tiếp theo thì nó sẽ là cái kệ. Cái này thì nó sẽ là kệ bộ chân đỡ đa năng nhá. Giá sẽ là 50.000. Các bác dùng để mình đỡ tủ lạnh này, máy giặt này, nói chung là nó sẽ có cho các bác là cái nam châm, cái cao su để nó hít xuống. Đấy, đây. Chân nó khá là to luôn. Chân rất là to này, to bự luôn. Đường kính của nó khoảng 10 cm. Và có cái nấc như này để các bác điều chỉnh này. Đấy, điều chỉnh nâng lên hạ xuống nó rất là tiện nhá. Nâng lên hạ xuống nó rất là tiện luôn. Và các bác có thể để mình kê tủ quần áo này, kê máy giặt, tủ lạnh đều được hết nhá. Đấy, thì các cái vị trí nào nó thấp thì các bác có thể đôn lên như này hoặc hạ xuống này, rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có cho bác là 50.000 thôi. 50.000 bằng nhựa khá là chắc chắn luôn, chịu được tải rất là cao luôn. Đây, đấy các bác này, hàng Việt Nam chất lượng cao, cơ khí điện tử SH này, 50.000 thôi. Đấy, nó có thể chịu được hàng tạ luôn các bác nhá, rất là tiện ích luôn. Đây, bốn chân như này. Tiếp theo thì 50.000 nhá. Tiếp theo thì sẽ là áo mưa nhá. Áo mưa đây, 195.000 cho một bộ như này, bao gồm cả quần cả áo luôn. Một bộ nhá, một bộ như này này, bao gồm cả quần cả áo mặc vào đúng như này luôn. Đó, kiểu dáng thể thao đẹp. 195.000 cho một cái bộ áo mưa như này nhá. Đây, chất của nó sẽ là hàng hai lớp nhá. Hàng hai lớp cực kỳ là dày dẫn và chắc chắn luôn. Đây, hàng hai lớp này nhá, rất là dày dẫn chắc chắn nhá. Áo của nó cũng là áo hai lớp hết nhá. Áo hai lớp như này, rất là dày dẫn chắc chắn đây các bạn này. Đó, hai lớp hết này. Đó. Giá thì sẽ là giá của nó sẽ là 195.000 nhá. Đây theo là bộ quần áo mưa. 195.000 cho cái bộ quần áo mưa như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bếp hồng ngoại nhá. 500.000 cho con bếp hồng ngoại như này. Giá sẽ là 500k. Ở đây thì nó sẽ là một con bếp cực kỳ là ngon luôn. Đó đây. Nó sẽ là bằng hồng ngoại nhá, bằng hồng ngoại, hàng của Nhật này, Matika hàng của Nhật đây. Nút nguồn của nó này. Đấy, nâng lên hạ xuống này. Công suất cũng khá là cao luôn. Hàng dày dẫn chắc chắn này. Điện 220V, công suất của nó sẽ là 2000W nhá, 2000W. Hàng thì cực kỳ là dày dẫn chắc chắn, bếp hồng ngoại này đun thích lắm. Đấy, các bác có thể dùng ăn lẩu ăn liếc luôn, rất là ngon. Hàng của hãng bảo hành cho các bác luôn, yên tâm sử dụng. Đó, bảo hành lỗi 1 đổi 1 trong vòng là 1 tháng luôn. Trong vòng 1 tháng đầu các bác sử dụng nhá. Lỗi 1 đổi 1 trong vòng 1 tháng đầu sử dụng đây. Đấy, kích thước của nó đây. Rất ngon lành luôn nhá, 500.000. Bếp hồng ngoại 500.000 nhá. Bếp hồng ngoại nóng cực nhanh luôn, 500.000. Tiếp theo thì một cái sản phẩm dành cho các em nhỏ, đó là cái máy đọc thẻ nhá. Đây, nó sẽ là một con máy đọc thẻ như này. Con này thì bao gồm là một máy này, một máy các bác bật nguồn lên cho em. Đó. Và một cái bộ thẻ nhá, một cái bộ thẻ và một cáp sạc. Bộ thẻ này thì rất là nhiều các cái chủ đề khác nhau. Đây, các bác lắp vào cho em này. Father. Đó, có cả tiếng Anh và tiếng Việt luôn nhá. Mother. Đó, cả tiếng Anh và tiếng Việt luôn. Và nó có tới hàng trăm chủ đề luôn nhá, hàng trăm chủ đề luôn. Đó, đây. Rau củ quả này, cây cối này, vườn tược này, rồi nói chung là đầy đủ hết nhá. Xe cộ, ô tô, xe máy. Đây, mỗi cái màu này là một chủ đề này. 1 2 3 4 5 chủ đề. Đấy, 5 chủ đề tổng của nó sẽ là đây, các chủ đề như này này, động vật, phương tiện, đồ dùng hàng ngày, nói chung là nhiều lắm. Đây, đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là các bác lên cho em là máy đọc thẻ 80.000 nhá. Dùng rất là tiện luôn. Các bác mua làm quà cho con em nhà mình, vừa chơi vừa học này, có cả tiếng Anh và tiếng Việt luôn. Tránh xa điện thoại, máy tính bảng. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Các số hotline bên em các bác có thể liên hệ. Mã sản phẩm đầu tiên đó là một cái hồ lô tưới cây nhá. Con này thì bên shop đang bán là 110.000 nhá, 110.000. Con này thì nó bị vỡ cái nắp này, thì về nhà các bác hàn vào cho em nhá. Hàn vào cho em thì vẫn dùng được. Thì con này bên em thanh lý cho các bác với giá đó là 30.000 thôi. 30.000 cho cái hồ lô bị vỡ như này. Đấy. Con này thì nó vận chuyển nó bị vỡ mất cái phần quai này. Nói chung là vẫn sử dụng bình thường. Đấy, vẫn sử dụng bình thường, thì về nhà các bác hàn cái này vào cho em này.
hàn cái này vào. Con này thì giá bán của nó sẽ là 120.000. 120.000 các nhá. Còn con vỡ này thì sẽ là 30.000. Còn lên cho em hồ lô tí cây 120k. Còn con này thanh lý 30.000 các nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bàn là hơi nước nhá. Bàn là hơi nước thì có hai mẫu, một là mẫu bàn là đứng, hai là mẫu bàn là mini. Con này thì nó sẽ là mẫu bàn là đứng như này. Bàn là đứng là rất là tốt luôn, chống cháy quần áo các thứ này. 370.000 các bác lắp vào cho em. Hàng nội địa của Nhật của thương hiệu Socani. Socani các bác nhá. Đấy, nước thì các bác châm vào đây cho em này, nước châm vào đây cho em. Đó, nước châm vào. Cắm điện 220, dây to dây dẫn chắc chắn này. Đó, và các bác cứ thế là hơi nước và hơi nóng nó xịt ra đây. Các bác vuốt qua quần áo như này. Lên cho em là bàn là đứng nhá. 370.000 cho con bàn là đứng như này. Con này siêu tiện dụng luôn. 370.000 thôi nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con bàn là mini nhá. Bàn là hơi nước mini 130.000. Con này thì cũng rất là tiện, các bác có thể mang đi du lịch, đi học, đi làm, đi chơi, đi phượt đều ok hết nhá. Đấy. Các bác cứ sử dụng như này. Đây, ấn cái này lên cho em này. Có điều chỉnh tăng giảm nhiệt độ này. Nước thì các bác châm vào đây cho em. Đây, châm nước vào đây. Đấy, châm nước đây, bật tính quạt này. Châm nước vào đây nhá. Đó, rất là tiện ích luôn. Châm nước vào đây cho em. Đó. Khi các bác bóp thì bóp nước vào đây và nó sẽ ra đây. Mâm của nó rất là dày này, mâm dày. Dày dẫn chắc chắn và nước ra cái lỗ này. Đó. Rất tiện ích luôn. Thì một con bàn là hơi nước mini như này, giá cũng chỉ có cho các bác là đi 130.000 thôi. Bàn là hơi nước mini 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bình voi nhá. Bình voi. Đấy, đây nó sẽ là một cái mẫu bình như này. Đấy, bên shop lên là bình voi 160.000. Con này thì dung tích của nó là inox 316, dung tích của nó khoảng 1.2 L. Rất tiện ích luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái nắp tự đẩy này. Đấy, nắp tự đẩy thì về nhà các bác lắp cho em cái đầu mềm này sẽ cho xuống dưới đáy này. Đầu mềm trong dưới đáy này, còn đầu cứng thì cho lên trên này. Sau đó thì các bác đậy nắp vào cho em, đậy nắp vào này. Đấy, đậy nắp vào cho vào đây. Đấy thì khi mà các bác chỉ cần là bật cái nắp này ra thôi, bật nắp này ra là cái vòi nó sẽ tự đẩy lên. Các bác mút nước được luôn. Đậy vào này. Đó. Rất dày dẫn chắc chắn luôn. Giá sẽ là 160.000 nhá. Dung tích của nó sẽ là 1,2 L, 1,2 1,3 L, 160.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác hai cái mẫu nồi cơm này. Đầu tiên nó sẽ là cái mẫu nồi cơm mini 270.000, bao gồm là một nồi một dây cáp điện như này. Một nồi một dây cáp điện nhá. Đấy, một cái âu đong nước này. Hàng của Chigo nhá, Chigo của Nhật này các bạn này. Đó, rất là ngon lành luôn. Khá là dày dẫn chắc chắn nhá, rất là ngon lành luôn. Con này thì nó không có quai đâu, các bác phải bê thôi nhá. Đấy. 270.000 cho con nồi cơm mini như này. Nồi cơm mini 270.000, rất dày dẫn chắc chắn nhá. Con này thì đây, ấn xuống này. Đấy, rất là ngon luôn, nghe tiếng kêu của nó đã thấy đã rồi. Đây, rất là nhiều tem luôn các bác này. Dung tích của nó sẽ là 1,2 lít cả vỏ này. Đấy. 1,2 lít này. Điện 220V, công suất là 200W nhá, 200W. Đấy. Dung tích của nó sẽ là 1,2 lít. 1,2 lít đây. Đấy là nguyên cái nồi này là 1,2 lít rồi này. Đấy các bác nhá. Đó. Rất là ngon lành cho các bác luôn. Rất là ngon lành luôn. 270.000 nồi cơm mini nhá. Tiếp theo thì bên shop có cái mẫu nồi cơm sáp này. Đây, nồi cơm sáp này. Đấy, con này thì rất là ngon luôn, quay sách quay đeo đàng hoàng nhá. Đó, nồi hàng của sáp nhá. Hàng của sáp cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây. Đấy. Nói chung là các bác cứ dùng những cái nồi cơ như này nó rất là thích tiện. Mở nắp này. Có khay để các bác hấp xôi này. Đấy. Nồi siêu dày luôn, nồi của nó là nồi vòm siêu dày luôn nhá. Nồi của nó là nồi vòm này. Đấy các bác nghe tiếng kêu là thấy đã rồi. Đấy. Nồi của nó là nồi dạng như là nồi đất, nồi vòm như này, siêu dày luôn, giữ nhiệt tốt này. Mâm miếc dày dẫn chắc chắn này, ôm giữ nhiệt này, nấu cơm cực kỳ là ngon luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 500.000 thôi nhá, 500.000. Bên em đã bao ship tới tận nhà cho một cái nồi cơm của thương hiệu Sáp như này. Đấy, nồi cơm của thương hiệu Sáp, điện 220V, 900W, nồi cơm Sáp 500. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái dây câu bình nhá, 180.000 cho một cái dây câu bình như này. Lõi liếc là bằng đồng hết nhá, lõi liếc bằng đồng hết. Dây dài thì dây của nó sẽ là 2000mAh và dây dài khoảng 2m nhá. Đấy, khoảng 2m đây. Đấy, tất cả đều bằng đồng hết nhá, bằng đồng hết này. Các bác dùng rất là thích luôn. Thì bác nào có ô tô thì nên sở hữu một cái bộ dây câu bình như này. Ví dụ như là ô tô của mình nó bị trục trặc này, bị tắt bình thì các bác có thể câu sang cái bình khác hoặc là câu sang xe khác nhá. Dây câu bình 180.000 này. Tiếp theo thì nó sẽ là hai cái môi sấy cơm này. Đấy. Thì nó sẽ là một cái môi inox và một cái môi nhựa như này. Đấy, có hai mẫu. Hàng đều là hàng của Nhật hết. Con này thì đều là hàng chống dính hết nhá. Đó, hàng chống dính rất là tiện ích luôn. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý cho các bác luôn nhá.
mua nhựa thì sẽ là 50k nhé. Mua nhựa này là 50k này. Đấy, mua nhựa 50k thôi, còn mua nhựa thế này. Còn mua inox này thì sẽ là 55.000 nhá, 55k. Đó. Hàng đều là hàng của Nhật hết nhá, cực kỳ xịn sò chất lượng cho các bác luôn. Các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá, mua xuôi cơm này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con máy đánh trứng chạy bằng pin này. Con này là 80.000, nó chạy bằng pin nhá, rất tiện ích luôn. Đó đây. Thì pin sạc các bác, pin sạc về nhà các bác dùng là các bác chỉ cần là cắm cái đầu này vào cho em này. Đấy. Con này thì hàng đa di năng luôn, các bác có thể dùng đánh trứng, đánh cà phê rồi nói chung là đa di năng luôn. Cắm vào cho em xong ở đây nó có cái lẫy này các bác cắm vào. Đấy, nó xoay này. Rất là ngon lành luôn nhá. Đó các bác theo. Đây, ở đây thì các bác cắm đúng cái lẫy cho em. Đây nó có cái chiều mũi tên này này. Các bác cắm xoay đúng cái chiều mũi tên cho em là nó sẽ vào. Đó, sau đó thì các bác bật này. Đó, bánh rất mạnh luôn nhá. Xoay rất là tít luôn. Và nó có hai đầu như này. Các bác có thể dùng đánh trứng, đánh cà phê đều ok hết nhá. Lên cho em là máy đánh trứng nhá. Giá chỉ có 80 cành thôi, chạy bằng pin. Đấy, rất to, khỏe, tiện ích. Dùng để đánh trứng, đánh cà phê. Các bác nào hay uống cà phê, ok. Tiếp theo là con máy xay tỏi ớt, 70.000. Giá thanh lý cho bác chỉ có 70 cành cho con máy xay tỏi ớt này thôi. Có kèm dây sạc luôn. Đấy, các bác chỉ cần là cho tỏi, cho ớt vào đây. Sau đó thì mình xay thôi. Ở đây nó sẽ là dòng lưỡi 3, lưỡi kép như này. Cho vào cho em này. Đấy, sau đó thì lắp vào cái máy như này. Đấy, lắp vào máy như này. Đó, sau đó thì bật lên này. Đấy. Đây là yếu pin đấy nhá, chứ còn nó xay rất khỏe luôn. Máy xay tỏi ớt 70.000. Có kèm các sạc luôn, có kèm các sạc luôn, 70.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái bộ cái này là cái gì? Bộ nồi 5 món nhá, bộ nồi 5 món như này. Giá sẽ là 140.000, 140k cho cái bộ nồi 5 món như này. Hàng này thì rất là tiện ích nhá. Ưu điểm của nó là nó không có quai cho nên nó có thể để chồng vào nhau được nhá. Đấy. Con to nhất là 24 và con nhỏ nhất là 16 này. To nhất này là 24 này. Độ dày của nó thì cũng vừa phải thôi, không quá dày. Nhưng các bác để đựng thực phẩm, đựng thức ăn thì rất là ok luôn nhá. Bộ nồi 5 món như này. Đấy. 5 cái nồi như này. Nồi nào vung đấy cho em nhá. Nồi nào vung đấy như này. Mà giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. 140.000 nhá. Đấy. Nồi nào vung đấy đây. Đấy. Bộ sản phẩm sẽ bao gồm là 5 nồi như này. Và khi các bác không dùng nữa thì lại mình lại cất đi, nó rất là gọn, chồng vào nhau nó rất là gọn luôn. Đấy. Chồng vào nhau rất là gọn luôn nhá. Bộ nồi 5 món như này các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái băng dính keo 10 nhá, keo 10. Đấy, giá sẽ là 40k, keo 10 nhá. Keo 10 giá sẽ là 40.000. Bản của nó là 10 phân. Các bác có thể dùng để dán lên mái tôn này, các vết tường nứt này, chống thấm rất là tốt luôn. Keo 10 nhá, giá của nó sẽ là 10k à 40.000. Bản của nó là 10 sen nhá. Tiếp theo là con đèn ba cánh nhá, đèn ba cánh 180.000. Có ốc vít viếc đàng hoàng, dây khá là dài luôn. Đèn năng lượng mặt trời nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn như này các bác này. Đây, một con đèn như này, siêu sáng luôn. Các bác có thể dùng để sơ cua khi mà mất điện này, hoặc là dùng hàng ngày bình thường thôi, cũng rất là ok. Đấy, có điều chỉnh này, tăng giảm này, công suất của nó là 150W của nhà sản xuất nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Đó, đây, có công tắc bật lên này các bác này, có cảm biến này, có cảm biến nhá, có nhá, và có các chế độ. Các bác có thể dùng qua điều khiển này, rất sáng luôn. Có thể dùng qua điều khiển hoặc dùng trực tiếp nhá. Có cả công tắc để tắt đi bật lên. Đấy, rất là tiện ích. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 180.000 thôi. 180.000 cho con đèn năng lượng như này. Lên cho em đó là đèn năng lượng 3 cánh nhá. Đấy, đèn năng lượng 3 cánh. Giá sẽ là 180k. 180.000 cho con đèn năng lượng 3 cánh như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái trà sâm nhá. Trà sâm. Giá sẽ là 220.000. 220.000 cho một hộp trà sâm như này, bao gồm 100 gói luôn. 100 gói con nhá, 100 gói nhỏ như này. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng sâm tự nhiên của Hàn Quốc nhá. Sâm tự nhiên Hàn Quốc dùng thì rất là đã luôn. Đó. Sâm tự nhiên của Hàn Quốc các bác này. Đây, đấy, đây. Sâm tự nhiên Hàn Quốc nhá, dùng rất là đã luôn đây. Đấy. Các bác có thể dùng để pha ra nước uống hoặc là mình uống trực tiếp luôn, cũng ăn trực tiếp luôn rất là ok nhá. Hộp này là 100 gói. Các bác có thể dùng để ăn trực tiếp này hoặc là pha ra nước làm trà uống hoặc ăn trực tiếp luôn. Bác nào say tàu say xe mệt ốm dậy ăn cho em một hộp này 220.000. Made in Korea, hàng của Hàn Quốc này. Đó, made in Korea, tem mác đàng hoàng. Đây các cái thành phần của nó rất tốt cho sức khỏe luôn nhá. Sâm Hàn Quốc thì các bác biết rồi, 220.000. Tiếp theo thì cái chổi lông phất trần 55.000. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một cái chổi lông dạng từ tính như này. Đấy, nó hút rất là tốt các cái bụi bẩn nhá. Các bác xoáy vào đây cho em này. Đấy, sau đó thì mình rút ra nhá. Rút ra như này. Đấy, của nó dài được tới 2m8 cơ. Thì các bác cứ rút ra cho em. Không dùng nữa thì các bác lại thu vào. Xoáy ra để gọn nó vào. Giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. 55.000 thôi nhá. Và cái này của nó thì nó có thể là gấp
gấp vào như này. Đấy, các bác có thể vặn đi, vặn lên, vặn xuống được để đưa vào các vị trí khó nhá. Đấy. Tiếp theo thì sẽ là một con Eto nhá, con Eto như này. Một con Eto hàng của thương hiệu Asaki của Nhật này. Eto Asaki của Nhật. Đấy. Rất xịn sò cho các bác luôn. Giá sẽ là 180.000 cho một con Eto như này. Đây, Asaki này. Rất chất lượng cho các bác luôn. Chữ của nó in chìm trực tiếp này. Đó, Asaki. Rất chất lượng luôn. Ở đây của nó thì nó sẽ có cho các bác là đầu kẹp này, rồi đầu gõ búa này, đầu kẹp bàn này. 180.000 cho một con Eto như này. 180.000 các bác nhá. Đó, 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm. Đó là cái một cái bộ dụng cụ đây. Đấy, một cái bộ dụng cụ đây các bác này. Đấy. Bộ này thì sẽ là 100.000, 100.000 cái bộ dụng cụ như này. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là đầy đủ các chi tiết luôn. Đấy. Đầy đủ các chi tiết này. Đấy, có kìm, có búa này. Kìm, búa, tô vít, bút điện, rồi là cà lê này. Đấy. Kìm, búa, tô vít, bút điện, cà lê, rồi rất là nhiều các cái đầu tô vít này. Đấy, rồi dao dọc giấy, rồi thước đo này. Bộ này sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho cái bộ cà lê hộp như này. Đấy, bộ cà lê hộp đa năng như này nhá. Đấy, 100.000 thôi. Thì bộ này khá là nhiều công năng và nhiều chi tiết cho các bác sử dụng luôn nhá. Giá sẽ là 100.000 cho cái bộ này. Đấy, có cả lục giác, lục giếc đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, 100.000 nhá. 100.000 cái hộp này, bộ này có hộp hẳn hoi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia bộ bàn cờ nhá. Đấy, bàn cờ gỗ này. 70.000. Bộ cờ gỗ, 70.000 cái bộ cờ gỗ như này. Một đấy, một cái hộp cờ gỗ như này bằng gỗ nhá. Cái này bằng gỗ. Đấy, có cả giấy luôn, bản của nó thì vào khoảng là 3 sen. Bộ cờ gỗ 70.000. Đấy, 70.000 cái bộ cờ gỗ như này. Tiếp theo thì nó sẽ là 110.000 cho cái bộ mũi khoan đa năng, bao gồm cho các bác là 5 mũi này, 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10, mũi 12. Hàng của thương hiệu Kabushi Japan này, hàng nội địa của Nhật nhá. 110.000. 2 mũi 6, mũi 8, 1 mũi 10, mũi 12. Đấy, đây. Các bác này, 110.000 cho cái bộ mũi khoan đa năng như này nhá. 110.000. Tiếp theo là bộ mũi khoan tháp hàng của thương hiệu Unica Japan này. Bộ này là bộ 5 mũi khoan tháp, 180.000. 5 mũi khoan tháp có tặng kèm một cây lấy dấu luôn, tặng kèm một cây lấy dấu như này. 1 2 3 4 5, 5 mũi khoan tháp tặng kèm một cây lấy dấu nhá. Giá của nó sẽ là một bộ như này, giá của nó sẽ là 180.000 nhá. 180k. Tiếp theo thì một cái bộ khác cũng là hàng của Nhật, và cái bộ này thì của nó thì nó sẽ là bộ tarot. Đấy, tarot như này. Đây. Thì bộ này sẽ bao gồm cho các bác là 3 đầu tarot nhá, 3 đầu tarot và 3 mũi khoan tháp. Đấy, 3 mũi khoan tháp như này. Mũi khoan tháp thì mũi to nhất này là 32, còn là có 2 mũi nhỏ hơn. Đó. Giá thì sẽ là 110.000 nhá, 110.000. Đấy, lên cho em là hộp mũi khoan đỏ nhá, mũi khoan đỏ. Mũi khoan đỏ, giá sẽ là 110k. 110k cho cái bộ mũi khoan đỏ như này. Đấy. Còn cái này là bộ 5 mũi khoan tháp nhá. Bộ 5 mũi khoan tháp nhá. 5 mũi tháp này. 5 mũi tháp, giá của nó sẽ là 180k nhá. 180k. 180.000 cho 5 mũi tháp. Rồi, ok. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá. Chào các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là mùa hè rất là nóng bức, và các bác nên mua cho mình một cái quạt xanh như này nhá. Quạt xanh tích điện, giá thì chỉ có 55.000 cho một con quạt xanh tích điện như này thôi. Có kèm cho các bác một cáp sạc này. Đó. Con này thì 55.000 và nó rất là tiện ích nhá. Các bác đề phòng khi mình mất điện này. Đấy. Đề phòng khi mình mất điện hoặc là nói chung là đa di năng luôn. Đây. Nó có công tác có 3 số luôn. 1 2 3 này. Đấy, 1 2 3, nó sẽ có 3 số như này. Đấy, và các bác có thể nâng lên tụt xuống này. Đấy, nâng lên tụt xuống rất là ngon luôn. Đó, và ngoài ra thì các bác có thể là gấp gọn như này, gấp gọn này. Rất là tiện luôn. Đó. Giá của nó sẽ là 55k nhá. Công tắc tắt vào từ đây. Đó. Lên mã giúp cho em đó là quạt xanh, giá sẽ là 55.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về thì các bác cái bật lửa Zippo thì nó sẽ có cho các bác là hai màu nhá, màu vàng và màu bạc như này. Màu vàng và màu bạc như này. Hàng của Mỹ, USA này. Đó, USA, hàng của Mỹ nhá. Made in USA các bạn này. Đó, made in USA, hàng của Mỹ. Đó, bật lửa Zippo cực kỳ là ngon luôn. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 95.000 nhá. 95k. Đó. 95k cho con bật lửa Zippo như này. Giá thanh lý cực rẻ luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bếp ga mini nhá. Bếp là người ga mini 100.000. Đó. 100.000 thì cái bếp ga mini như này các bác dùng thì mình mang đi du lịch đi phượt này. Đấy, rất là tiện ích luôn. Đấy. Đấy, đi du lịch đi phượt. Rất là đẹp nhá.
Đó, các cái phần kết nối đều bằng đồng hết này, kết nối ga bằng đồng hết. Đây là cái phần chân đế của nó này. Đó, chân đế của nó đây. Rất tuyệt vời luôn. Giá của nó sẽ là 100k nhá. Lên cho em là bếp ga mini, giá sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho con bếp ga mini như này, nhỏ gọn tiện lợi. Đánh lửa tự động nhá, đánh lửa tự động 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con bếp ga đơn nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 190.000. 190.000 cho con bếp ga đơn như này. Con này thì cũng rất là tiện này. Đấy, đánh lửa tự động này. Đấy, lắp bình ga đây cho em. Đó, rất là dày dẫn chắc chắn nhá, rất dày dẫn chắc chắn. Thì con này các bác có thể dùng để mình đun ở phòng trọ này, đun ở nhà này, rồi nói chung là ăn lẩu ăn liếc cũng được. Nhà bác nào mà hay ăn lẩu dùng bếp ga, đấy, nguồn điện yếu dùng bếp ga thì mua con này cho em. Bếp ga đơn 190.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái nước hoa khô. Giá của nó sẽ là 30.000 nhá. Đây sẽ là một cái dòng nước hoa Nhật cực kỳ thơm luôn. Đấy. Nước hoa Nhật cực kỳ là thơm nhá. Bên em thanh lý được trong các cái hệ thống siêu thị, cái giá của nó rất là hạt rẻ luôn các bạn. Giá rất hạt rẻ luôn, chỉ có 30k cho một cái 30k trong cái hộp nước hoa này thôi. Đấy. Giá rất hạt rẻ, giá rất tốt để trân trọng gửi tới các bác này. Đấy. 30k trong một hộp bao gồm là 4 hộp nhỏ bên trong. Đấy, nó sẽ có 4 hộp nhỏ bên trong như này các bác này. Đấy. Và nó thuộc dòng là sáp khô như này. Sáp khô này các bác này. Đấy. Các bác có thể bôi trực tiếp lên tay này này. Đấy. Đây. Rất thơm luôn nhá. Lên tay, lên nói chung là lên đâu cũng được, rất là tiện. Đấy, nước hoa khô nhá. Giá thì rất hợp lý nhá. Đấy, đẩy ra này mình bôi thôi, sập vào này. 30.000 cho 4 hộp nước hoa thơm như này nhá. Đấy. Lên cho em đó là nước hoa khô nhá. Giá sẽ là 30k cho một hộp như này. 30k cho một hộp nước hoa thơm này thôi nhá. 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái lọ xịt xịt bếp nhá. Đấy, cái này để các bác xịt bếp này. Đấy, khi các bác xịt ra thì nó sẽ là dạng kem trắng như này các bác này. Đấy, kem trắng như này thì giúp cho các bác là tẩy rửa vệ sinh bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet rất là tốt luôn. Đấy, đặc biệt là bếp nhá, các vết dầu mỡ vết bám nhá. Giá thì sẽ là 50k cho một lọ xịt bếp như này nhá. Đấy, giá của nó sẽ là 50k. Lên cho em là xịt bếp, giá sẽ là 50.000, chuyên tẩy dầu mỡ các thứ luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái cọ nồi nhá. Các bác lên cho em là cọ nồi. Thì con này dùng rất là tiện. Thứ nhất là không bị bong các cái phần dây thép ra nó ảnh hưởng nhá. Thứ hai, các bác dùng để mình trà cọ kỳ rửa không cần phải động tay vào xà bông nhá. Và các bác có thể cho xà bông trực tiếp ở đây luôn. Đấy, kỳ cọ đánh rửa cho trực tiếp đây dùng rất tiện. Giá sẽ là 15k thôi. 15k trong cái cọ nồi như này. Lên cho em là cọ nồi 15k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái máy hút thổi bụi nhá. Con này thì nó sẽ là chạy bằng điện. Công suất của nó sẽ là 1000W luôn. Đấy, 1000W, con này chạy cực kỳ khỏe luôn. Đây. Con này thì dùng thì thôi rồi luôn các bác nhá. Dùng rất là đã luôn. Cả hút cả thổi luôn. Giá sẽ là 260.000. Đó. 260.000 cho con hút thổi bụi như này thôi. Giá sẽ là 260.000 các bác nhá. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái viên thuốc dán nhá. Đấy, các bác lên cho em là hộp thuốc dán. Một hộp này của nó là 12 viên. Đấy, đây nó sẽ có cái hộp bên trong này, nó là dòng cái này, nó là dòng viên này, nó là viên viên một hộp như này và viên của nó là viên thuốc sinh học nhá. Cực kỳ là an toàn luôn. Đó, và không độc hại nhá. Đấy, một hộp này là 12 viên và giá thì bên shop đang gửi tới các bác. Cái giá đó là 50.000. 50k cho một hộp như này. Hàng nội địa của Nhật, made in Japan luôn nhá. Made in Japan. Hàng nội địa của Nhật luôn. Đó, thuốc dán toàn chữ Nhật hết này. Cái này nó sẽ diệt là dán mẹ, dán con này, tổ dán này, rồi trứng dán luôn nhá. Đấy, đầy đủ luôn. Đấy, các loại dán luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn phễu nhá. Giá thì chỉ có 95.000 trong con đèn phễu này thôi. Siêu sáng luôn, có dây đeo này, có cáp sạc này, và có báo pin này, có báo pin, có sạc ra cho điện thoại đầy đủ luôn. Đấy, rất sáng các bác đây. Đó, rất sáng luôn. Đây, đây các bác quan sát này. 95.000 một con đèn sáng kinh khủng luôn. Đó, có 3 chế độ nhá. Đó, sáng mạnh, sáng vừa này, và nhấp nháy này. Sáng lắm các bác. Đấy, rất sáng luôn nhá. Giá của nó sẽ là 95.000. 95.000 cho con đèn phễu này thôi. Lên cho em là đèn phễu, giá sẽ là 95k nhá. 95k cho con đèn phễu như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn
cái dây sạc nhanh nhá, hàng của iPhone sẽ bao gồm cho các bác là một dây. Đấy, một dây và một củ như này. Một dây và một củ như này. Hàng của iPhone dùng để sạc nhanh nhá. Dây sạc nhanh iPhone. Giá thì siêu rẻ đâu. Chỉ có 60.000 thôi. 60.000 cho một cái dây sạc nhanh iPhone như này nhá. Lên cho em là dây sạc nhanh iPhone giá sẽ là 60k nhá, 60.000. Tiếp theo thì em về cho bác cái ép tỏi này. Con này thì dùng rất là tiện rồi. Hàng thương hiệu Winling của Đức, hai hình người. Inox 304. Đây. Đấy, các bác cho tỏi cho hành vào đây, mình chỉ cần ép phát này là nó sẽ ra đầu này luôn. Rất là tiện luôn. Ép tỏi giá của nó sẽ là đi 100k cho con ép tỏi như này, 100.000 cho con ép tỏi này nhá, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kẹo sâm Hàn Quốc này. Kẹo sâm Hàn Quốc này, một bịch này của nó thì sẽ là 5 lạng. Giá sẽ là 90k cho một gói kẹo sâm Hàn Quốc như này. Hàng của thương hiệu của Hàn Quốc, Made in Korea. Đó. Nguyên 100% là sâm tự nhiên. Dùng thì cực kỳ là thơm luôn. Đấy, tập đoàn Samsung này. Đó. 100% Hàn Quốc chính hãng nhá. Đấy. Giá thì cực kỳ hợp lý, chỉ có cho các bác là đi 90.000 thôi. Đấy. Rất chất lượng luôn. Đó, hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Korea. Đây, Korea, Made in Korea. 90k cho một gói như này nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái súng xịt rửa xe nhá, súng xịt rửa xe. Đây là cái đầu lắp của nó này, về nhà các bác kết nối vào này. Đấy, và đây là cái đầu súng này. Và các bác xoáy cái này thì nó sẽ ra nhá. Súng xịt rửa xe 150k cho cái súng xịt rửa xe như này thôi nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bình nhiệt quân đội Mỹ nhá, dung tích là 1,5 lít. Đó. Bình nhiệt quân đội Mỹ nha, màu rất đẹp luôn. Bên shop về thì nó sẽ có mấy màu, màu xanh, màu đỏ, các màu luôn. Hàng quân đội Mỹ dung tích là 1,5 lít. Inox 304, giữ nóng 24 giờ, giữ lạnh 24 giờ. Cái nắp này dùng để làm cốc uống nước được luôn. Đó. Rất chất lượng nha. Bình nhiệt quân đội Mỹ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ ưu đãi luôn. Bình nhiệt quân đội Mỹ như này, giá của nó sẽ là 190.000 nha. 190.000. Bình nhiệt quân đội Mỹ 190.000. Tiếp theo thì lên cho bác cái mã đài FM, 260.000 cho cái đài FM như này. Con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Đấy, nó sẽ làm con đài rất là ngon luôn. Đấy, cho em chế độ FM như này nhá. Sau đó thì bật lên này. Đấy. Đấy. Đấy, các bác chỉ cần là dò tần sóng này này. Đấy. Rất là tiện luôn nhá. Giá thì rất hợp lý các bác nhá, chỉ có cho các bác là đi một con đài FM này 260.000 thôi. Đây các bác này. Đấy. Hàng thì sẽ là hàng của Nhật, Made in Japan này. Đó, Made in Japan này. Đó, có pin, có cáp sạc đằng sau đầy đủ này. Đó, hàng nội địa của Nhật, Made in Japan nhá. Hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa từ khi sử dụng sản phẩm đã luôn. Đấy, các bác dò đây cho em này. Đó. Rất tiện ích luôn. Con này thì ngoài chức năng là đài FM này, nó còn có các cái chức năng khác như là các bác có thể bắt MP3 để nghe nhạc, rất ok đấy, và Bluetooth này, kết nối này, đấy, kết nối các giác nữa này, và có đồng hồ này, có đồng hồ. Về có đồng hồ, các bác chạy đồng hồ thì tháo cho em cái lót này ra, đó, đẩy lên xuống là đồng hồ chạy, tiện ích lắm, đó, rất đa di năng luôn nhá. Đây, điều khiển đồng hồ ở đây này, đó, chỉnh giờ đằng sau này. Rất tiện luôn. 260.000 lên cho em là đài FM nhá. 260.000 một con đài FM này. Được, ok. Hello các bác nhá. Hôm nay thì bên shop lại về một số cái mã dây cáp sạc, thì em lại lên video gửi tới các bác này. Đấy. Dây cáp sạc thì hiện tại bây giờ em đang có tổng là 4 mẫu nhá. Tổng là 4 mẫu như này để gửi tới các bác này. Đó, 4 mẫu dây cáp sạc luôn. Đó. Thì đầu tiên nó sẽ là cái dây sạc gầy như này. Con sạc gầy này thì giá của nó sẽ là 30.000 nhá. 30.000 cho cái đầu dây sạc gầy như này. Cái này thì nó sẽ là 1, 2, 3 đầu sạc này. 3 đầu sạc, một chân đầu USB như này. Đó. Thì đây là cái dây thứ nhất nhá. Dây thứ nhất con này sẽ là 30.000. Đó. Tiếp theo là một cái dây sạc mà nó là có tới 4 đầu sạc luôn. Và cái đầu này của nó bằng thép này. Đây. Đấy, đầu tiên của nó sẽ là đầu sạc iPhone này. Khi các bác dở ra thì nó sẽ là 2 đầu sạc Type-C. Thì các bác dùng cho Type-C cũng được. Nó là dây của nó sẽ là dây chống rối như này. Dây chống rối này dùng rất là thích luôn. Nói chung là con này là đa di năng luôn. Nó là một trong 4 luôn. Mà nó là sạc nhanh này,
27W Max Pro luôn. Đó, đây. Thì con này thì cực VIP rồi. Đó. Con này thì sẽ là 35.000 nhá. 35.000 cho cái các bác lên cho em là dây sạc 4 đầu. Con này thì đúng là nó có 4 đầu thật. 1 2 3 4, hai đầu Type-C, một đầu iPhone và một đầu USB như này. Dây sạc 4 đầu, giá sẽ là 35.000 nhá, 35.000. Tiếp theo thì em có các bác một cái dây sạc 100W. Con này thì nó có một cái cục nguồn ở đây để tự ngắt nhá. Dây sạc tự ngắt, giá của nó sẽ là 40.000 nhá. Đấy. Dây sạc tự ngắt nó sẽ có hai đầu như này. 1 2 3 đầu, nó cũng 3 đầu nhá. Giá sẽ là 40.000. 40.000 các bác nhá. Đó, tự ngắt thế này. Tiếp theo thì em sẽ có cho các bác một cái mẫu dây sạc nữa, đó là cái dây sạc béo nhá. Nó cũng 3 đầu. Đấy, cũng 3 đầu như này và một đầu cắm cũng bằng thép hết nhá. Bằng thép hết, có đèn báo. Con này thì giá của nó sẽ là 50.000. Đó, thì em bên em đang có là loại 30, 35, 40 và 50. Đấy. Cái dây đỏ này, dây đỏ là sạc gầy này. Đấy, thì có hai loại sạc gầy và sạc béo. Sạc gầy là 30, sạc béo là 50 này. Đó, đều là 3 đầu này. Tiếp theo là một cái sạc tự ngắt này. Cái này nó sẽ là sạc tự ngắt thì sẽ là 40.000. Đấy, sạc tự ngắt là 40.000. Ngoài ra thì nó sẽ có một con dây sạc đa năng 4 đầu nữa. Dây sạc đa năng 4 đầu thì con này sẽ là 35.000. Đấy, 35, 40. Con này là 30 này, một con 35 này, một con 40 và một con 50. Đó, có 4 cái dây sạc tất cả nhá. Bên em hiện tại là đang có 4 cái dây sạc như này. Tiếp theo thì một cái mẫu củ sạc nhanh của thương hiệu, dây sạc nhanh của thương hiệu iPhone. Đấy. Dây sạc nhanh, đấy. Đây, bao gồm cả dây cả củ như này, giá thì chỉ có cho các bác là 55.000 thôi, 55.000 nhá. Đó, 55.000. Một củ và một dây. Đấy, lên cho em là dây sạc nhanh iPhone 55.000. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái củ sạc đa năng. Cái này thì nó chỉ có củ không thôi. Đấy, chỉ có củ không thôi thì bắt buộc các bác phải mua một trong bốn cái dây này thì mình mới cắm điện thoại được. Đó. Thì các bác có thể là mua dây béo, dây gầy hoặc là cái dây đa năng này cũng được. Các bác có thể mua con dây đa năng này cũng được. Cắm ở đây cho em này. Đấy. Mua con dây đa năng này cắm ở đây cho em. Thì giá con này sẽ là 65.000 và cộng một cái dây này 35.000 nữa, chẳng hạn thế. Thì ví dụ các bác có con này rồi mà các bác có điện thoại iPhone thì cắm cái này. Mà điện thoại Samsung thì lại rút ra cắm cái này. Rất là tiện luôn. Đấy. Rất tiện nhá. Thì con này các bác lên cho em là củ sạc điện thoại, tức là cái này nó chỉ có củ thôi, không có dây nhá. Củ sạc đa năng, giá sẽ là 65.000. 65.000 cho con củ. Giá sẽ là 80.000 nhá. 80.000 cho con củ sạc đa năng như này. Lên cho em là củ sạc đa năng, giá sẽ là 80k nhá. Đấy, con này giá sẽ là 80.000 các bác này. Đấy, em vừa nãy nói nhầm là 65.000, con này là 80.000. Rồi, ok.